Trò chơi vương quyền, tập 3B, nước mắt sói tuyết, tác giả, George Raymond Richard Martin. Chương 17, James. Mặc dù cơn sốt vẫn dai dẳng, nơi bàn tay bị cụt đã hoàn toàn bình phục và Kibern nói cánh tay của anh không còn nguy hiểm nữa, nhưng James vẫn lo lắng khi phải ra đi, để Harrenhal, đám dị nhân khát máu và Brian vùng tát lại phía sau. Một người phụ nữ đích thực đang chờ đợi anh ở tháp đỏ. Ta sẽ cử Kibern đi cùng, để chăm sóc ngươi trên đường về vương đô, Bruce Bolton nói trước chuyến đi. Hắn có một hy vọng ngây thơ rằng để trả ơn, cha của ngươi sẽ buộc Citadel trả lại chuỗi vòng cho hắn. Tất cả chúng ta đều nuôi những hy vọng ngây thơ. Nếu hắn có thể khiến bàn tay của ta mọc trở lại, cha ta sẽ cho hắn làm Grand Master. Quan Tần chân sắt chỉ huy đội quân bảo vệ James, kẻ đó tính tình lỗ mãng, cộc cằn, hung bạo thường thấy ở một chiến binh. James gặp kiểu người này nhiều rồi. Những gã như Quan Tần sẽ giết người theo lệnh của chủ, hãm hiếp phụ nữ khi máu dâng trào sau mỗi cuộc chiến, và cướp bóc bất cứ đâu có thể, nhưng khi cuộc chiến qua đi, họ sẽ quay trở về nhà, đổi giáo mác lấy quốc cầy, cưới các thiếu nữ trong làng và nuôi nấng bầy con quấy khóc inh ỏi. Những người đàn ông như thế phục tùng không thắc mắc, nhưng cái ác ẩn sâu bên trong những kẻ theo hội chiến binh dũng cảm không phải là một phần bản chất của họ. Cả hai đoàn người cùng rời khỏi Harrenhal vào buổi sáng, dưới bầu trời xám xịt giá lạnh báo trước cơn mưa đang tới. Xe Ifrey đã tuần hành từ 3 ngày trước đó theo hướng đông bắc để ra đường lớn. Bolton sẽ theo sau. Sông Trident đang bị ngập, ông nói với James, băng qua đoạn nước nông cũng rất khó khăn. Ngươi sẽ gửi lời chào nồng nhiệt của ta tới cha ngươi chứ? Nếu ngươi gửi lời thăm hỏi của ta tới Robb Stark, ta sẽ làm thế. Một vài tên trong đám chiến binh dũng cảm đã tập trung ở sân để chứng kiến họ rời đi. James giễu ngựa qua chỗ họ đứng. Zolo, ngươi thật tử tế khi tiễn ta đấy. Ictamon, các ngươi sẽ nhớ ta chứ? Không có trò cười cuối cùng nào để thắp sáng con đường ta phải đi dưới kia sao xá queo. Và Rod, ngươi sẽ hôn tạm biệt ta chứ hả? Cút đi, đồ tàn phế. Rod nói, sẽ như ý ngươi, nhưng yên tâm, ta sẽ quay trở lại. Người nhà Lannister luôn trả món nợ của mình. James quay ngựa trở lại với Hoan Tần chân sắt cùng 200 người của hắn. Lãnh chúa Bolton mặc cho anh bộ quần áo của hiệp sĩ, cố gắng lờ đi bàn tay bị cụt dù nó biến bộ áo chiến binh thành trò hề. James cưỡi ngựa với kiếm và dao găm sắt ở dây đai, khiên và mũ sắt trên yên ngựa, áo giáp lưới dưới chiếc áo choàng màu nâu sẫm. Anh không ngốc đến nỗi để lộ ra con sư tử nhà Lannister ở hai bên cánh tay cũng như chiếc huy hiệu trắng trơn, dù đó là quyền lực của anh khi tham gia ngự lâm quân. Anh tìm thấy một chiếc khiên cũ trong kho vũ khí, méo mó và sứt mẻ, nhưng lớp sơn mỏng vẫn rõ nét hình con rơi đen to lớn của nhà Loddstone trên nền bạc và vàng. Nhà Loddstone nắm giữ Harrenhal trước nhà Wen và đã từng là một gia đình quyền lực lúc đó, nhưng họ đã bị tuyệt diệt từ nhiều năm trước nên sẽ không ai cản trở anh đeo vũ khí của họ. Anh sẽ không là anh em họ hàng của ai, không là kẻ thù của ai, và cũng không là tay kiếm tuyên thệ của ai, tóm lại là không liên quan đến ai hết. Họ đi qua cổng nhỏ ở hướng đông của Harrenhal, và họ đã ở cách Bolton và đội quân của ông đến hơn 6 dặm, giờ đang rẽ về hướng nam để men theo con đường ven hồ. Quan Tần cố ý tránh xa đường cái, cố gắng đi theo những con đường mòn của người nông dân và những lối nhỏ hiểm trở gần mắt thần. Đường cái sẽ nhanh hơn đấy. James lo lắng vì muốn quay về với Cersei nhanh nhất có thể. Nếu như họ gấp rút lên thì có khi anh còn kịp dự hôn lễ của Joffrey. Ta không muốn gặp rắc rối, chân sắt đáp, chúa mới biết ta sẽ gặp ai trên con đường đó. Người đâu cần phải sợ ai chứ. Người có 200 người cơ mà. Phải. Nhưng bọn chúng có thể đông hơn thế. Chủ nhân bảo ta phải đưa ngươi về với cha ngươi an toàn, và đó là điều ta phải làm. Ta đã từng đi qua con đường này, James ngẫm nghĩ khi họ đi ngang qua một chiếc cối xay bỏ hoang bên hồ. Cỏ dại mọc đầy ở nơi mà con gái của người thợ xay từng mỉm cười e thẹn với anh, và chính người thợ xay đã hô lên trận đấu thương ở phía bên kia đường, thưa ngài. Cứ như thể ta không biết vậy, vua Eri đã tổ chức một buổi biểu diễn lớn cho lễ phong tước của James. Anh đã tuyên thệ trước sảnh đường của vua, quỳ xuống thảm cỏ xanh trong bộ áo giáp màu trắng trước sự chứng kiến của nửa vương quốc. Khi xe Zero High Tower đỡ anh đứng dậy và khoác lên vai anh chiếc áo choàng màu trắng, tiếng reo hò vang lên mà đến tận những năm sau này James vẫn còn nhớ mãi.
Nhưng rồi cái đêm mà Eri trở nên cáu kỉnh tuyên bố rằng hắn không còn cần 7 ngự lâm quân tại Harrenhal này nữa, James được lệnh quay về vương đô để bảo vệ hoàng hậu và hoàng tử Viserys bé nhỏ, những người đã bị bỏ lại phía sau. Thậm chí cả khi bò trắng đề nghị được nhận trách nhiệm đó để James hoàn thành trận đấu của lãnh chúa Owen, Eri vẫn không chấp thuận. Hắn sẽ không đạt được vinh quang gì ở đây hết, tên vua đó nói, hắn giờ là của ta chứ không phải của Tywin, hắn sẽ phục vụ khi ta thấy phù hợp. Ta là vua, ta ra lệnh, và hắn phải tuân theo. Đó là lần đầu tiên James hiểu ra sự thật. Không phải tài năng đấu kiếm, đấu thương của anh đem đến cho anh chiếc áo choàng trắng, cũng không phải sự dũng cảm của anh khi chiến đấu với anh em rừng vương. Terry đã chọn anh để chọc tức cha anh, để cướp đi người thừa kế của lãnh chúa Tywin. Suốt những năm sau đó, thậm chí đến tận bây giờ ý nghĩ đó vẫn khiến anh thấy cay đắng. Và ngày ấy, khi anh cưỡi ngựa về phía nam trong chiếc áo choàng trắng để bảo vệ lâu đài trống không, điều đó vượt quá sức chịu đựng của anh. Lẽ ra anh nên xé toạc chiếc áo choàng ngay lúc đó, nhưng đã quá muộn. Anh đã nói lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của nửa vương quốc và sẽ làm lính ngự lâm quân suốt đời. Kiburn xen vào giữa dòng suy nghĩ của anh. Cái tay khiến ngài khó chịu phải không? Việc thiếu bàn tay mới làm ta khó chịu. Buổi sáng luôn khó khăn nhất. Trong những giấc mơ, anh là một người lành lặn, và mỗi lúc bình minh anh nằm nửa mê nửa tỉnh để cảm nhận ngón tay mình đang cử động. Đó là một cơn ác mộng, phần nào đó trên cơ thể anh thì thầm, vẫn không chịu tin cho đến tận bây giờ chỉ là một cơn ác mộng. Để rồi sau đó anh lại phải mở mắt ra. Tôi biết đêm qua ngài có khách viếng thăm, Kiburn nói, tôi tin là ngài thích cô nàng phải không? James thờ ơ nhìn hắn, à không nói ai đã cử ả đến. Vị học sĩ mỉm cười nhã nhặn. Ngài gần như hết sốt rồi, và tôi nghĩ ngài chắc sẽ thích tập luyện một chút. Pia khá điêu luyện, ngài đồng ý chứ? Và rất tự nguyện nữa. Quả đúng là như vậy thật. Ả lèn vào phòng anh và cởi váy áo nhanh đến nỗi James tưởng rằng anh vẫn đang nằm mơ. Chỉ đến khi ả trườn nhẹ vào trong chăn và đặt bàn tay lành lặn của anh lên ngực ả thì anh mới tỉnh giấc hẳn. Ả cũng là một cô nàng nhỏ bé xinh đẹp. Em mới chỉ là một cô bé con khi ngài đến trận đấu của lãnh chúa Owen và được nhà vua trao cho chiếc áo choàng, ả thú nhận ngài thật đẹp trong bộ đồ trắng, và ai ai cũng nói ngài quả là một hiệp sĩ dũng cảm. Có những lúc ở bên cạnh những người đàn ông khác, em thường nhắm mắt lại và tưởng tượng ngài đang ở trên người em, với làn da mịn màng và những lọn tóc quăn vàng óng, cho dù em chưa bao giờ thực sự nghĩ em sẽ có ngài. Sau đó chẳng dễ dàng gì để bảo ả đi ra, nhưng James vẫn làm được. Ta có một người phụ nữ rồi, anh tự nhắc bản thân. Ngươi cử đàn bà đến cho những bệnh nhân của ngươi sao? Anh hỏi Kiburn, lãnh chúa Vago còn cử cho tôi thường xuyên hơn ấy chứ? Ngài ấy muốn tôi kiểm tra bọn họ trước khi, mà đúng là ngài ấy đã từng yêu đương dại dột và giờ không muốn làm lại điều đó lần nữa. Nhưng ngài không phải lo đâu, Pia khá khỏe mạnh, khỏe như người hầu gái vùng tát của ngài ấy. James nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Brian, phải. Cô ta quả là một cô gái khỏe mạnh, và trinh tiết của cô ta vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là đến đêm qua. Kiburn cười khoái trá, hắn bảo ngươi đến kiểm tra cô ấy sao, chỉ để chắc chắn thôi. Ngài ấy, nói thế nào nhỉ, khá kén chọn, điều đó có liên quan đến món tiền chuộc không? James hỏi, cha cô ta đòi bằng chứng chứng minh cô ta vẫn trinh tiết sao? Ngài chưa nghe sao, Kiburn nhún vai, chúng tôi nhận được quả từ lãnh chúa Selwyn, thư trả lời tôi. Evensta trả giá 300 đồng vàng để con gái ngài bình an trở về. Tôi đã nói với lãnh chúa Vago rằng ở Tat không có ngọc bích đâu nhưng ngài ấy không nghe. Ngài ấy đã bị thuyết phục rằng Evensta đang định lừa mình. 300 đồng vàng bằng một món tiền chuộc cho một hiệp sĩ rồi. Tên dâm đãng đó nên nhận cái mà hắn có thể có. Tên dâm đãng đó là lãnh chúa của Harrenhal và lãnh chúa của Harrenhal thì không bao giờ mặc cả. Tin đó đã kích động anh dù anh nghĩ lẽ ra anh nên chứng kiến sự việc. Lời nói dối đã giúp cô an toàn trong chốc lát đồ nhà quê ạ. Hãy cảm ơn vì điều đó. Nếu trinh tiết của cô ta cứng rắn như chính con người cô ta thì tên dâm đãng kia sẽ tháo rời của quý của hắn ra để nhét vào cho bằng được, Kiburn giễu cợt. Brian đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vài lần cưỡng bức, James phán đoán, mặc dù nếu cô ta chống cự lại quyết liệt quá thì Vago Hốt có thể sẽ chặt tay chặt chân cô. Và nếu hắn làm thế, việc gì ta phải quan tâm cơ chứ? Lẽ ra ta vẫn còn bàn tay nguyên vẹn nếu cô ta để mình lấy được thanh gươm của gã em họ. Anh gần như đã chặt đứt chân cô với nhát chém đầu tiên, nhưng sau đó cô đánh trả lại nhiều hơn anh tưởng. Hốt có thể không biết cô ta mạnh mẽ lạ thường như thế nào.
hắn nên hết sức cẩn trọng, nếu không cô ta sẽ bẻ gãy cái cổ khẳng khiu của hắn, như thế không ngọt ngào quá hay sao? Người bạn đường Kibern đeo bám anh suốt, dêm phi ngựa về phía nhóm đi đầu. Một gã đàn ông người phương Bắc tên là Nage đi trước chân sắt với lá cờ chiến, lá cờ sọc cầu vồng với 7 cánh nheo, trên đỉnh cán gắn một ngôi sao 7 cánh. Người phương Bắc các người nên có một lá cờ chiến khác nhỉ? Anh hỏi Oan Tần, số 7 có ý nghĩa gì với các người thế? Các vị thần phương Nam, Oan Tần đáp, nhưng chính hòa bình của phương Nam là điều chúng tôi cần để đưa ngài trở về an toàn với cha ngài. Cha ta, Dêm tự hỏi liệu lãnh chúa Tywin đã nhận được yêu cầu về món tiền chuộc từ tên dâm đãng kia kèm theo bàn tay phế bỏ của anh hay chưa? Một tay kiếm còn giá trị gì khi không còn bàn tay để cầm kiếm đây? Nửa số vàng ở Casterly Rock sao? 300 dòng vàng, hay không gì hết, cha anh chưa bao giờ bị dao động quá mức bởi tình cảm. Cha của Tywin Lannister, lãnh chúa Tytus, đã có lần bắt giam lãnh chúa bất trị Tabeck. Phu nhân Tabeck sắc sảo đã đối phó bằng cách bắt 3 người nhà Lannister, trong đó có cả Stafford là em trai vị hôn thê của Tywin. Hãy trả lại lãnh chúa và người chồng yêu quý của ta, hoặc 3 người này sẽ phải trả giá cho bất cứ tổn hại nào đến chàng, bà đã viết thư gửi tới Casterly Rock. Tywin lúc đó gợi ý cho cha mình ra ân bằng cách chặt lãnh chúa Tabeck thành 3 khúc và trả lại cho vợ ông ta. Tuy vậy, lãnh chúa Tytus là một con sư tử thuần tính hơn nên phu nhân Tabeck giành được thêm vài năm cho tên lãnh chúa ngu đần của mình, và Stafford thì được chăm sóc giáo dục và mò mẫm cho tới khi về đến Oxford. Nhưng Tywin Lannister vẫn tồn tại và bất diệt như Casterly Rock. Thưa cha, bây giờ cha đã có một đứa con tàn phế và một thằng lùn. Cha sẽ căm ghét điều đó làm sao? Con đường dẫn họ đến một ngôi làng đã cháy rụi. Có khi đã một năm hoặc hơn kể từ ngày nơi này bị biến thành ngọn đuốc. Những túp lều cháy đen vẫn đứng đó lộ thiên, trên các cánh đồng bao quanh cỏ dại đã mọc đến thắt lưng. Chân sắt lệnh cho đoàn người dừng lại để ngựa uống nước. Ta cũng biết nơi này, Dêm nghĩ khi ngồi đợi bên giếng nước. Nơi này từng có một quán trọ nhỏ, nhưng giờ chỉ còn lại vài tảng đá nền và một ống khói đứng trơ trọi, đó là nơi anh đã vào uống một cốc bia. Một cô hầu gái với đôi mắt đen láy mang cho anh format và táo, nhưng chủ quán nhất quyết không nhận tiền. Thật vinh dự khi có một hiệp sĩ bước vào quán của tôi, thưa ngài, người đàn ông đó nói, đó sẽ là câu chuyện để sau này tôi kể lại cho cháu chắt của mình. Dêm nhìn ống khói nhô lên khỏi ngọn cỏ dại và tự hỏi liệu người chủ quán trọ đó đã có cháu chắt chưa? Liệu ông ta có kể cho chúng nghe về chuyện sát vương đã từng uống bia và ăn format với táo tại quán trọ của mình không? Hai ông xấu hổ thú nhận đã từng mang đồ ăn cho một kẻ như anh. Anh không có cách nào biết được điều đó, kẻ nào đã đốt cháy quán trò cũng có thể giết chết cả đàn cháu chắt của ông ta rồi. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay tưởng tượng như đang siết chặt lại. Khi chân sắt nói có lẽ họ nên đốt lửa và ăn chút gì đó, Dêm lắc đầu. Ta không thích nơi này, chúng ta sẽ đi tiếp. Đến chiều tà họ rời khỏi đường ven hồ và đi theo vết xe trên một con đường mòn xuyên qua rừng sồi và cây đu. Cánh tay Dêm đang đau nhói từng cơn khi chân sắt quyết định hạ trại. May mắn thay, Kibern đem theo một bầu rượu tuyệt hảo. Trong khi Oan Tần đặt chốt canh gác, Dêm ngả lưng gần đống lửa và đặt tấm da gấu đã được cuộn lại lên gốc cây để gối đầu. Người hầu gái lẽ ra sẽ bảo anh ăn gì đó trước khi ngủ để cơ thể khỏe lên, nhưng anh thấy mệt nhiều hơn là đói. Anh nhắm mắt lại và hy vọng sẽ mơ về sơ say. Những giấc mơ trong cơn sốt đều rất sống động. Anh đứng đó trơ trọi và đơn độc, kẻ thù vây quanh và những bức tường đá như siết chặt vòng vây hơn. Anh biết đó là Casterly Rock, anh có thể cảm nhận được sức nặng lớn lao của nó trên đầu mình. Anh đã về nhà, anh đang ở nhà và nguyên vẹn. Anh đưa bàn tay lên và gập những ngón tay lại để cảm nhận được sức mạnh trong đó, cảm giác ấy tuyệt vời như làm tình vậy. Cũng tuyệt vời như khi đấu kiếm nữa. 4 ngón và 1 ngón cái. Anh đã nằm mơ mình bị thương tật nhưng hóa ra không phải vậy. Sự nhẹ nhõm đó khiến anh ngất ngây. Tay ta, bàn tay lành lặn của ta. Không gì có thể làm tổn thương anh một khi anh nguyên vẹn như vậy. Vây quanh anh là hàng tá bóng đen cao lớn với những chiếc áo choàng có mũ trùm che kín mặt. Tay chúng lăm lăm giáo mác. Các ngươi là ai? Anh hỏi, các ngươi làm gì ở Casterly Rock này? Chúng không trả lời và chỉ lặng lẽ đâm những mũi giáo nhọn vào anh. Anh không còn lựa chọn nào khác là trèo xuống. Anh đi xuống một hành lang xoắn với những bậc thang hẹp tạc vào thành đá, xuống và xuống mãi. Ta phải đi lên, anh tự nói với mình. Lên chứ không phải xuống. Tại sao ta lại đi xuống?
dưới đất là cái chết, dù đang mơ anh vẫn biết rõ như vậy, cái gì đó đen tối và khủng khiếp đang ẩn nấp dưới kia, cái gì đó tìm kiếm anh. James cố gắng dừng lại nhưng những mũi giáo tiếp tục đâm vào người anh. Giá mà ta có thanh kiếm của mình ở đây, sẽ không gì có thể làm hại ta được. Những bậc thang cuối cùng đột ngột hiện ra trong bóng tối mịt mù. James cảm nhận được khoảng không bao la trước mặt, anh bất ngờ dừng lại, loạng choạng bên rìa của hư không. Một mũi giáo đâm mạnh vào thắt lưng, đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm. Anh hét lên, nhưng không lâu sau đã chạm đất. Anh chống đôi bàn tay và đầu gối xuống nền cát mềm và vũng nước nông. Ở sâu dưới Casterly Rock có một vài động nước, nhưng chỗ này thật lạ đối với anh. Đây là đâu? Là chỗ của ngươi. Giọng nói vang lên, đó là giọng của hàng trăm, hàng ngàn người, của toàn bộ người nhà Lannister từ thời Lan khôn ngoan, họ đã sống từ những ngày khai sáng. Nhưng trên tất cả là giọng nói của cha anh, và đứng bên cha là chị gái anh, mỏng manh và xinh đẹp, tay nàng đang cầm một ngọn đuốc đang cháy. Joffrey cũng có ở đó, đứa con trai mà họ đã có với nhau, và phía sau họ là hàng loạt những bóng đen với mái tóc vàng. Nàng yêu, sao cha lại đưa chúng ta đến đây vậy? Chúng ta, đây là chỗ của chàng, em trai song sinh ạ. Đây là bóng tối của chàng. Ngọn đuốc của nàng là ánh sáng duy nhất nơi hang động. Ngọn đuốc của nàng là ánh sáng duy nhất trên thế gian này. Nàng quay bước đi, hãy ở lại với ta, James cầu xin, đừng bỏ ta lại đây một mình. Nhưng họ vẫn đang bỏ đi, đừng bỏ mặc ta trong bóng tối. Có gì đó khủng khiếp ở nơi này, ít nhất xin hãy cho ta một thanh kiếm. Ta đã cho con một thanh kiếm, lãnh chúa Tywin nói. Nó nằm dưới chân anh, James mò mẫm dưới nước cho đến khi tay anh chạm vào chuôi kiếm. Không gì có thể làm tổn thương ta một khi ta có thanh kiếm. Khi anh giơ thanh kiếm lên, một đốm lửa xanh xám ở đầu mũi kiếm bập bùng cháy và lan dọc theo lưỡi kiếm, khi cách chuôi một bàn tay thì dừng lại. Ngọn lửa tiếp thêm màu của thép nên ánh sáng của nó như màu xanh bạc và bóng tối lùi dần. Thu người lại nghe ngóng, James di chuyển thành vòng tròn, sẵn sàng đương đầu với bất cứ thứ gì lao ra từ bóng tối. Nước tràn vào trong ủng, ngập đến mắt cá chân, lạnh buốt. Coi chừng nước, anh tự nhủ, biết đâu có con quái vật nào đó đang nấp dưới nước. Từ phía sau dội lên tiếng nước vỗ, James xoay người lại phía tiếng động, nhưng trong ánh sáng mờ nhạt chỉ hiện ra Brienne vùng tát, hai tay cô ta bị trói bằng sợi xích to nặng. Ta đã thề sẽ bảo vệ ngươi, ả gái quê ương bướng nói. Ta đã tuyên thể, cô đưa tay về phía James. Thưa ngài, làm ơn, nếu ngươi có lòng tốt đến thế. Sợi xích bằng thép đứt dễ như lụa. Một thanh kiếm, Brienne cầu xin, và kiếm xuất hiện cùng với bao kiếm, đai lưng. Cô đeo chúng quanh vòng eo to bè. Ánh sáng mờ nhạt đến nỗi James gần như không nhìn thấy cô mặc dù họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân. Trong bóng tối cô ta cũng không đến nỗi, anh nghĩ trong ánh sáng mờ ảo này trông cô giống một hiệp sĩ. Ngọn lửa màu xanh bạc cũng cháy trên thanh kiếm của Brienne. Bóng tối thu lại thêm chút nữa. Ngọn lửa sẽ cháy khi nào các ngươi còn sống, anh nghe tiếng Cersei nói, khi lửa tắt các ngươi cũng phải chết theo. Nàng yêu của ta, anh hét lên, hãy ở lại với ta, hãy ở lại. Không có tiếng trả lời ngoài tiếng bước chân khẽ vọng lại. Brienne ngắm nghía thanh kiếm dài của cô chăm chú nhìn ánh lửa bạc nhảy nhót lung linh. Hình ảnh của thanh kiếm lửa phản chiếu trên mặt nước đen phẳng lặng. Cô cao lớn và khỏe mạnh đúng như anh vẫn nhớ, nhưng dường như đối với James thì giờ đây cô đã ra dáng một người phụ nữ hơn. Chúng có nhốt con gấu nào dưới này không vậy? Brienne đang di chuyển, chậm rãi và thận trọng với thanh kiếm trong tay, bước tới, xoay người và lắng nghe. Mỗi bước chân lại tạo ra tiếng nước vỗ nhẹ. Một con sư tử, chó sói, vài con gấu, hãy nói cho tôi biết James, cái gì sống ở đây? Cái gì sống trong bóng tối? Cái chết, anh biết không có gấu, không sư tử, chỉ có cái chết. Trong ánh sáng xanh bạc lạnh lẽo của những thanh kiếm, cô gái quê mùa to lớn trông yếu đuối và khó chịu. Ta không thích nơi này, chính ta cũng không hề thích. Kiếm của họ tạo thành một chùm ánh sáng leo lắt, nhưng xung quanh lại là biển cả trải dài, vô bờ bến. Chân ta ướt hết rồi. Chúng ta có thể quay trở lại con đường mà họ đã đưa chúng ta đến đây. Nếu ngươi trèo lên vai ta, ngươi sẽ dễ dàng với tới miệng hang. Sau đó ta có thể đuổi theo Cersei. Anh cảm thấy chính mình đang trở nên cứng rắn trong suy nghĩ, rồi anh quay đi để Brienne không nhìn thấy điều đó. Làm đi, cô đặt tay lên vai anh, và anh chợt run lên bởi cái chạm bất ngờ đó. Cô thật ấm áp, có gì đó đang đến. Brienne nhấc kiếm chỉ về phía bên trái của anh. Đó, anh chăm chú nhìn vào bóng tối cho tới khi nhìn ra.
có gì đó đang chuyển động trong bóng tối, anh thực sự không nhận ra được. Một người đàn ông cưỡi ngựa, không, là hai người cưỡi ngựa cạnh nhau. Tại đây, phía dưới lâu đài này sao? Thật vô lý, nhưng đúng là hai người đang cưỡi trên hai con ngựa xám, cả người và ngựa đều mặc giáp. Những con ngựa chiến chậm chậm hiện ra trong bóng tối. James nhận thấy chúng không hề tạo ra tiếng động, không tiếng nước vỗ, không tiếng leng keng của bộ giáp sắt, không tiếng vó ngựa lọc cọc. Anh nhớ Eddard Stark từng nắm quyền trong cung điện giờ đang chìm đắm trong yên lặng. Chỉ có ánh mắt của ông ấy biết nói, đôi mắt của lãnh chúa, xám lạnh và đầy sự phán xét. Là ngươi sao Stark, James gọi, hãy đến đây, khi ngươi còn sống, ta chưa bao giờ sợ ngươi, và bây giờ khi ngươi đã chết ta cũng không sợ ngươi đâu. Brienne chạm vào tay anh, còn nữa, anh cũng nhìn thấy họ, anh thấy họ dường như đều phủ trong tuyết, những dải sương mù như cuốn lại sau vai họ. Họ đeo mặt nạ, nhưng không cần nhìn những khuôn mặt ấy James Lannister cũng biết được họ là ai. Năm trong số đó đã từng là anh em của anh, Osoewen và John Darry. Lewin Martell, hoàng tử vùng Don, bò trắng, Zero High Tower, xe Arthur đen tay kiếm ban mai. Và bên cạnh họ chiếc đầu đội vương miện trong sương mù đầy sầu não với mái tóc buông dài sau lưng, cưỡi trên lưng ngựa là Rhaegar Targaryen, hoàng tử đảo Dragonstone và là người thừa kế đích thực của ngai sắt. Người không khiến ta run sợ đâu, anh nói, nhìn quanh khi đám người tách ra tiến đến từ hai bên. Anh không biết đối mặt với bên nào trước. Ta sẽ chiến đấu với từng người hoặc tất cả các ngươi cùng lúc. Nhưng ai sẽ so kiếm với ả nhà quê cạnh ta đây? Cô ả sẽ giận lắm nếu các ngươi gạt ả sang một bên. Ta đã thề sẽ bảo vệ ngài ấy, Brian nói với bóng của Rhaegar, ta đã nói lời tuyên thệ thiêng liêng ấy. Tất cả chúng ta đều đã tuyên thệ, xe Arthur đen buồn bã nói. Họ nhảy xuống khỏi những con ngựa ma quái. Khi họ tuốt gươm, không một tiếng động nào vang lên. Hắn đã hủy hoại kinh thành, James nói, để Robert chỉ còn là cho bụi. Ngài ấy là vua của ngươi, Dary nói. Ngươi đã thề sẽ bảo vệ người, Owen tiếp lời. Và cả các con của người nữa, hoàng tử Lywin lên tiếng. Hoàng tử Rhaegar tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh, lúc trắng, lúc đỏ, lúc lại tối đen. Ta đã giao vợ và các con của ta cho ngươi. Ta không bao giờ nghĩ ngươi sẽ làm tổn thương họ. Ánh lửa trên thanh kiếm của James đang yếu đi. Ta đã ở bên nhà vua. Người đã giết ngài, xe Arthur nói. Cắt cổ ngài, hoàng tử Lewin nhắc lại. Vị vua mà ngươi đã thề sẽ chết vì ngài, bò trắng nói. Ngọn lửa chạy dọc lưỡi kiếm đang rẽ nhánh, James bỗng nhớ lại lời của Cersei. Không, nỗi sợ hãi như siết chặt cổ họng anh. Rồi thanh kiếm của anh tắt lịm trong bóng tối, chỉ còn kiếm của Brienne cháy sáng, khi những bóng ma lao tới. Không, anh hét lên, không, không, không. Cây ết ô âng. Tim đập thình thịch, anh bất chợt tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bóng tối lấp lánh ánh sao giữa rừng cây. Anh thấy miệng đắng như nếm mật và toàn thân run rẩy mướt mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh. Khi anh nhìn xuống cánh tay cầm kiếm của mình, cổ tay anh dừng lại ở miếng vải da và lanh quấn chặt xấu xí quanh chỗ bàn tay đã mất. Mắt anh chợt nhòa đi. Ta đã cảm thấy nó, cảm thấy sức mạnh nơi những ngón tay và cả miếng da thô ráp bọc quanh chuôi kiếm. Tay ta, lãnh chúa. Kiburn quỳ xuống bên anh, khuôn mặt nhân từ nhăn lại đầy lo lắng. Chuyện gì vậy, tôi nghe tiếng ngài gào khóc, oan tần chân sắt đứng trên họ cao lớn và khắc khổ. Chuyện gì thế, sao ngươi kêu thét như vậy? Một giấc mơ, chỉ là mơ thôi. James nhìn chăm chăm vào chiếc lều quanh mình, đắm chìm trong giây lát. Ta đã ở trong bóng tối, nhưng ta đã lấy lại được bàn tay. Anh nhìn bàn tay cụt và lại cảm thấy đau yếu khắp nơi. Dưới Casterly Rock không có nơi nào như thế đâu, anh thầm nghĩ. Bụng anh quặn lại và cồn cào, đầu anh đập mạnh vào gốc cây mà anh đã gối lên. Kiburn sờ trán anh, ngài vẫn còn hơi sốt. Một giấc mơ trong cơn sốt. James chìa tay ra, giúp ta. Chân sắt nắm bàn tay lành lặn của anh và giúp anh đứng lên. Một cốc rượu thần tiên nữa chứ? Kiburn hỏi, không, đêm nay ta mơ đủ rồi. Anh tự hỏi bao lâu nữa trời mới sáng. Không hiểu sao anh lại biết rằng, nếu nhắm mắt lại, anh sẽ quay trở về nơi tối đen ẩm ướt đó. Vậy ngài uống chút sữa cây anh thúc nhé. Và thứ gì đó để làm dịu cơn sốt. Ngài vẫn còn yếu lắm. Ngài cần phải ngủ, hãy ngủ đi thôi. Đó là điều cuối cùng ta sẽ làm. Ánh trăng le lói ảm đạm trên gốc cây nơi James gối đầu. Đám rêu xanh bao phủ một lớp dày đến nỗi trước đó anh không nhận ra, nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy gỗ cây màu trắng. Nó khiến anh nhớ đến Winterfell và cái cây yêu quý của Stark. Không phải hắn, anh nghĩ. Không thể là hắn,
Nhưng cái cây đã chết và Stark cùng tất cả những người khác, hoàng tử Rhaegar, Ser Arthur và con cái hắn đều đã chết. Và cả Eri, chắc chắn Eri đã chết. Người có tin vào ma quỷ không, ngài học sĩ? Anh hỏi Qyburn, khuôn mặt hắn bỗng trở nên xa lạ. Một lần ở Citadel, tôi đã đi vào một căn phòng bỏ không và thấy một chiếc ghế trống. Nhưng tôi biết có một người phụ nữ đã ở đó, chỉ một khắc trước thôi. Tấm nệm chỗ bà ấy ngồi vẫn lõm xuống, tấm khăn phủ vẫn ấm nguyên và mùi hương của bà ta vẫn phảng phất trong gian phòng. Nếu chúng ta rời đi mà vẫn để lại mùi hương phía sau thì chắc chắn phần nào đó linh hồn của chúng ta vẫn còn ở lại khi chúng ta từ bỏ cuộc sống này, phải không? Qyburn dang rộng đôi tay. Tuy nhiên các học sĩ tối cao không thích suy nghĩ đó của tôi. À, Má Quyên thì có, nhưng duy chỉ có ông ta thôi đấy. James đưa tay vuốt tóc rồi nói. Quan Tần, thắng yên ngựa đi. Ta muốn quay lại, quay lại. Chân sắt nhìn anh đầy ngờ vực. Hắn đang nghĩ ta điên. Mà cũng có thể lắm. Ta đã bỏ lại thứ gì đó ở Harrenhal. Lãnh chúa Vago đã chiếm đóng nơi đó rồi. Ông ta và đám dị nhân khát máu khốn kiếp. Người có gấp đôi số quân của hắn. Nếu tôi không đưa ngài an toàn trở về như đã được lệnh, lãnh chúa Bolton sẽ lột da tôi. Chúng ta phải nhanh chóng về vương đô thôi. Lẽ ra James sẽ đáp trả bằng một nụ cười kèm theo lời đe dọa, nhưng những kẻ tàn phế thường không khiến người khác sợ hãi lắm. Anh tự hỏi em trai mình sẽ làm gì? Tyrion sẽ có cách, nhà Lannister nói dối đấy chân sắt. Lãnh chúa Bolton không nói cho ngươi biết điều đó sao? Gã đàn ông cau mày ngờ vực, ngài ấy nên nói gì chứ? Trừ khi ngươi đưa ta quay trở lại Harrenhal, điều ta sẽ nói với cha ta có thể sẽ không phải điều mà lãnh chúa Dreadfort mong muốn được nghe đâu. Ta thậm chí còn có thể nói rằng Bolton đã ra lệnh chặt bàn tay của ta và Walton chân sắt là kẻ vung kiếm. Walton há hốc miệng nhìn anh, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Không phải, nhưng cha ta sẽ tin ai nào? James mỉm cười, đó là nụ cười khi chẳng có gì trên thế gian này khiến anh sợ. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta quay lại. Chúng ta sẽ sớm tiếp tục cuộc hành trình, và đến vương đô ta sẽ nói cho cha ta những điều rất ngọt ngào, đến mức ngươi không thể tin đâu. Ngươi sẽ có một cô gái, và một túi vàng đầy ắp như lời cảm tạ của nhà Lannister. Vàng ư, Walton thích thú, bao nhiêu? Ta đã có hắn, sao nào, ngươi muốn bao nhiêu? Và khi mặt trời ló dạng, họ đã đi được nửa quãng đường quay về Harrenhal. James thúc ngựa mạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm trước, khiến chân sắt và đám người phương Bắc phải gắng sức đuổi kịp anh. Dù vậy, phải đến quá trưa họ mới đến được tòa thành bên hồ nước. Phía dưới bầu trời đang tối dần báo hiệu cơn mưa sắp đến, những bức tường thành khổng lồ và năm tòa tháp to lớn như báo hiệu điểm xấu. Nó gợi lên sự chết chóc, các bức tường thành bỏ không, mọi cánh cổng đều đóng và cài then. Nhưng phía trên thành lũy, một ngọn cờ được treo đơn độc ủ rũ. Anh biết ngọn cờ đó có biểu tượng con dê đen của cô Ho. James khum tay hô to. Các người ở bên trong đó. Hãy mở cổng thành, nếu không ta sẽ kéo sập. Cho đến khi Qyburn và chân sắt cùng hô vang với anh, một cái đầu thò ra ngoài lỗ châu mai. Hắn trợn mắt nhìn xuống họ rồi biến mất. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng khung lưới sắt được kéo lên. Những cánh cổng được mở rộng và James Lannister thúc ngựa qua những bức tường thành, hầu như chẳng buồn liếc nhìn những cái lỗ chết người phía trên. Anh đã lo tên dầm đãng đó sẽ không cho anh vào, nhưng dường như đám chiến binh dũng cảm vẫn nghĩ họ là đồng minh. Đúng là lũ ngốc, khu vực phía ngoài bị bỏ hoang, chỉ có dãy chuồng ngựa lợp mái đá còn có chút sự sống, và lúc đó ngựa không phải mối bận tâm của James. Anh ghì cương và quan sát xung quanh. Anh nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu đó phía sau tháp hồn ma, và những tiếng la hét bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Chân sắt và Qyburn phi ngựa sát bên anh. Hãy lấy thứ ngài bỏ quên rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, Walton nói, tôi không muốn gặp rắc rối với lũ dị nhân khát máu. Hãy nói với quân của ngươi đặt sẵn tay lên chuôi kiếm, và lũ dị nhân khát máu sẽ không muốn có rắc rối với các người đâu. Hai đấu một ngươi nhớ chứ? James bỗng quay đầu về tiếng la hét ở phía xa yếu ớt nhưng đau đớn. Tiếng la ấy vang vọng khắp các bức tường ở Harrenhal, còn tiếng cười cuộn lên như sóng biển. Bỗng chốc anh hiểu chuyện đang xảy ra. Chúng ta đến muộn sao? Lòng dạ thắt lại và anh quất mạnh dây cương, phi nước đại qua khu vực ngoài, dưới chiếc cầu đá cuốn vòm, xung quanh tháp rên rỉ, và băng qua sân Flowstone. Chúng nhốt cô ấy trong hầm gấu. Vua Harren đen từng muốn xây hầm gấu thật rộng rãi. Hầm có bề ngang rộng 10 thước và sâu 5 thước được bao quanh bằng đá, đổ nền cát và có 6 hàng ghế cẩm thạch đặt quanh. Khi James nhảy xuống lưng ngựa, anh nhận thấy nhóm chiến binh dũng cảm chỉ chiếm 1/4 chỗ ghế ngồi.
lũ lính đánh thuê quá chú tâm đến khung cảnh dưới hầm, đến mức chỉ những kẻ ngồi bên kia hầm gấu mới nhận ra sự xuất hiện của họ. Brian mặc đúng chiếc áo dài bó sát mà cô đã mặc để ăn tối với Rose Bolton. Không khiên, không yếm giáp, không áo giáp lưới, thậm chí quần cô mặc không phải làm từ da thuộc mà bằng vải lụa hồng Myris. Có lẽ tên dâm đãng kia nghĩ trông cô sẽ hài hước hơn khi mặc trang phục phụ nữ. Nửa chiếc áo dài bị xé rách buông thõng xuống, và tay trái cô bị gấu cào ướt sũng máu. Ít nhất chúng cũng cho cô một thanh kiếm. Một tay cô cầm kiếm và di chuyển sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với con gấu. Nhưng vô ích, vũ đài quá nhỏ. Cô cần phải tấn công, phải kết liễu nó thật nhanh. Sắc tốt xứng với gấu lắm, nhưng dường như cô sợ đến gần. Lũ dị nhân khát máu thi nhau la hét về phía cô những câu sỉ nhục tục tĩu. Việc này không liên quan đến chúng ta, chân sắt cảnh báo James, lãnh chúa Bolton đã nói cô ta thuộc về bọn chúng, cô ta phải làm điều chúng muốn. Tên cô ta là Brian. James bước xuống bậc thang, ngang qua đám lính đánh thuê giật mình hốt hoảng. Vago hốt ngồi ở vị trí của lãnh chúa dưới dãy ghế thấp nhất. Lãnh chúa Vago, anh gọi to trong tiếng la hét ồn ào. Cô Horrick suýt đánh đổ rượu của hắn. Sát vương, phía bên trái khuôn mặt hắn được băng bó cầu thả, miếng vải lanh quanh tai hắn loang lổ vết máu. Hãy đưa cô ta ra khỏi đó. Dùng có nhúng chay rào chuyện dày, rát dương, dừ khi ngươi muốn mất nốt bàn tay kia. Hắn hất ly rượu, John hầu tủa ngươi cắn tai ta. Ta ngờ là cha gió sẽ không giục lại dứa John gái dị hơm như thế dâu. Một tiếng gầm rít khiến James quay người lại. Con gấu cao hơn 2 mét, trông giống hệt Gregor Clegane mặc bộ da còn lông, mặc dù có lẽ trông hắn thông minh hơn. Con thú không thể sánh được với núi yên ngựa nếu hắn mang theo thanh gươm vĩ đại quỷ quái của hắn. Giống lên đầy giận dữ, con gấu nhe cây mõm đầy những chiếc răng to vàng khè rồi đứng xuống bằng cả bốn chân, lao thẳng về phía Brian. Cơ hội của cô đó, James nghĩ. Tấn công đi, ngay lập tức. Nhưng thay vì làm thế, cô thọc mạnh mũi kiếm ra trước. Con thú lùi lại, rồi tiến đến, gầm lên giận dữ. Brian trượt sang trái và một lần nữa đâm thẳng gươm vào mặt con vật. Lần này nó giơ vuốt hất mạnh thanh kiếm sang bên. Nó có vẻ thận trọng hơn, James nhận thấy. Nó tiến lên đối mặt với những người khác. Nó biết kiếm và giáo có thể khiến nó bị thương. Nhưng điều đó không khiến anh rời mắt khỏi cô ta lâu được. Giết nó đi. Anh gào lên nhưng giọng lạc đi trong muôn vàn tiếng la hét khác. Nếu Brian nghe thấy cô ta cũng sẽ không ra hiệu đâu. Cô di chuyển xung quanh hầm, giữ thế quay lưng vào tường. Quá gần, nếu con thú ghim chặt cô vào tường, con thú vụng về quay đầu quá xa và quá nhanh. Nhanh như cắt Brian đổi hướng. Đó mới chính là cô gái quê mùa mà ta biết. Cô nhảy phốc trên mặt đất và chém một nhát vào lưng con vật. Gầm lên, con thú đứng bằng hai chân sau. Brian bò lùi lại, sao không thấy máu chảy? Rồi bất chợt anh hiểu ra. James quay lại phía hốt, ngươi cho cô ấy một thanh kiếm gỗ. Tên dâm đãng cười the thé, văng cả rượu và nước miếng ra xung quanh. Dĩ nhiên, ta sẽ trả tiền chuộc cô ấy. Vàng, ngọc bích hay bất cứ thứ gì ngươi muốn. Hãy đưa cô ấy ra khỏi đó. Ngươi muốn con đó sao? Vậy xuống mà cứu nó đi. Và anh làm y như vậy. Anh đặt bàn tay lành lặn lên tay vịn cẩm thạch và nhảy qua, lăn tròn mấy vòng khi ngã xuống nền cát. Con gấu quay về phía phát ra tiếng động, đánh hơi, thận trọng quan sát kẻ phá đám. James quỳ lên một gối. Nào, bây giờ ta sẽ phải làm cái quái gì đây? Anh vơ vội một nắm cát trong tay. Sát vương, anh nghe tiếng Brian sừng sốt kêu lên. James, anh đứng thẳng người và hất nắm cát vào mặt con thú. Con thú vùng lên trong không trung và giống lên một tiếng chói tai. Ngươi làm gì ở đây vậy? Một việc ngu muội, hãy đứng sau lưng ta. Anh vòng về phía cô và đặt mình vào vị trí giữa Brian và con gấu. Ngươi ra sau đi, ta có kiếm, kiếm không mũi không lưỡi chứ. Hãy đứng sau ta đi. Anh nhìn thấy thứ gì đó vùi lưng chừng trong cát và đưa bàn tay nguyên vẹn vồ lấy nó. Hóa ra đó là xương hàm của người vẫn còn dính một ít thịt sống và giòi. Quyến rũ làm sao, anh thắc mắc không biết cục xương hàm đó của ai. Con gấu đang di chuyển đến gần hơn, nhưng James vung tay ném mạnh bộ xương hàm thịt và những con giòi vào đầu con thú. Anh ném trượt khá xa, ném chuẩn thế kia thì ta nên chặt nốt bàn tay trái đi cho rồi. Brian cố vòng qua để lao tới nhưng anh ngáng chân cô từ phía dưới. Cô ngã xuống cắt tay nắm chặt thanh kiếm vô dụng. James nằm đè lên cô và con gấu trở lại thế tấn công. Có tiếng búng dây cung và một đầu mũi tên có gắn lông bất ngờ cắm phập vào dưới mắt trái của con gấu.
máu và nước dãi chảy ra từ mồm nó, rồi một mũi tên khác cắm vào chân nó. Con gấu giống lên thảm thiết, nó nhìn James và Brian lần nữa rồi ì ạch trườn về phía họ. Những chiếc cung khác cũng đồng loạt tra cung, những mũi tên xuyên qua lông và thịt con thú. Với tầm bắn ngắn như thế các cung thủ khó có thể bắn trượt. Mũi tên lao đến mạnh như chùy nhưng con vật vẫn tiếp tục trườn tới. Con thú dũng cảm tội nghiệp. Khi con thú táp tay vào James, anh liền nhảy sang bên, hét lên và đá tung cát. Con gấu quay theo hướng của anh và lĩnh thêm hai mũi tên khác vào lưng. Nó gầm lên một lần cuối, ngồi bệt và ngã vật xuống nền cắt nhuốm máu, rồi chết. Brian quỳ lên hai đầu gối, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ và thở dốc. Nhóm cung thủ của chân sắt đang nâng cung lên và tiếp tục tra cung trong khi đám dị nhân khát máu khốn kiếp chửi rủa và đe nạt họ. James nhìn thấy Rod và ba ngón rút kiếm ra còn Zolo đang thả roi ra của hắn. Các ngươi dã giết gấu của ta, Vago hốt xít lên. Và ta sẽ giết ngươi y như thế nếu ngươi gây khó dễ cho ta, chân sắt đáp trả, chúng ta sẽ đưa cô ấy đi. Cô ấy tên là Brian, James nói. Brian, trinh nữ vùng tạt. Ta hy vọng cô vẫn là trinh nữ chứ. Khuôn mặt thô kịch của cô ửng đỏ. Phải, hay lắm, James nói ta chỉ cứu các trinh nữ thôi. Rồi anh quay sang hốt ngươi sẽ nhận được tiền chuộc. Cho cả hai chúng ta, người nhà Lannister luôn trả các món nợ. Bây giờ hãy thả dây xuống để chúng ta ra khỏi đây. Chó chết Rod gầm lên, giết hết chúng đi, hốt. Nếu không ngài sẽ vô cùng hối tiếc vì đã không làm như thế. Gã người cô ho thoáng do dự, nửa số người của hắn đã say khướt, đoàn người phương Bắc lại khá tỉnh táo và đông gấp đôi số người của hắn. Một nhóm cung thủ đã tra sẵn tên vào cung. Kéo chúng ra, hốt ra lệnh và quay sang nói với James, ta dã quyết tỏ dòng khoan dung. Hãy nói với cha ngươi dư dế. Ta sẽ nói, thưa lãnh chúa, điều đó sẽ không tốt chút nào cho ngươi đâu. Mãi cho đến khi cách Harrenhal nửa dặm đường và ra khỏi tầm ngắm của toán cung thủ trên tường thành quan tần chân sắt mới để lộ cơn giận. Ngươi điên rồi sao, sát vương? Ngươi muốn chết sao? Không ai có thể tay không chiến đấu với gấu. Một tay không và một tay tàn phế, James chỉnh lại. Nhưng ta đã hy vọng các ngươi sẽ giết chết con quái vật đó trước khi nó giết ta. Nếu không, lãnh chúa Bolton sẽ lột da ngươi như bóc vỏ cam, phải vậy không? Chân sắt thẳng thừng nguyền rủa anh vì sự ngu si của nhà Lannister rồi thúc ngựa phi nước đại lên với đội quân phía trước. Xe James, dù mặc chiếc quần bằng lụa hồng rách tả tơi và bẩn thỉu, Brian trông vẫn giống một gã đàn ông mặc áo dài hơn một phụ nữ. Tôi rất biết ơn ngài, nhưng ngài đã đi được xa khỏi đó rồi, sao lại còn quay lại? Hàng tá những lời chế nhạo chua cay xuất hiện trong đầu anh, câu sau tàn nhẫn hơn câu trước, nhưng James chỉ nhún vai. Ta đã mơ thấy cô. Chương 18, Caitlin. Rob chào tạm biệt hoàng hậu trẻ đến 3 lần. Lần đầu trong rừng, trước sự chứng kiến của cây mặt người, các vị thần và thần dân. Lần thứ hai ở dưới khung lưới sắt, nơi Jane ôm ghì tạm biệt chồng và trao cho chồng một nụ hôn dài. Và lần tạm biệt cuối kéo dài tận một giờ khi họ đã đi xa khỏi Tumblestone và cô phi nước đại trên con ngựa thấm đẫm mồ hôi để nài nỉ vị vua trẻ đưa cô đi cùng. Caitlin nhận thấy điều đó khiến Rob xúc động và cả bối rối. Trời mây ẩm ướt và xám xịt, mưa phùn bắt đầu rơi và điều cuối cùng anh muốn là lệnh cho đoàn quân dừng lại để có thể đứng dưới mưa an ủi người vợ trẻ đang tuôn lệ trước cả đám quân lính. Thằng bé nói với vợ rất dịu dàng, bà thầm nghĩ khi quan sát hai con đứng bên nhau, nhưng ẩn bên trong đó là nỗi tức giận. Trong lúc vua và hoàng hậu trò chuyện, con sói tuyết gió xám đi lảng vảng bên họ chỉ dừng lại để rũ nước khỏi lông và nhe răng dưới trời mưa. Cuối cùng, khi Rob trao cho Jane nụ hôn cuối cùng, phái 6 người lính đưa cô về Riverrun và lên ngựa, con sói tuyết lao vọt về phía trước nhanh như tên bắn. Hoàng hậu Jane quả là có trái tim tràn ngập tình yêu, Lord Harfrey quẻ nói với Caitlin. Không giống như mấy đứa em gái của tôi. Tại sao ư, tôi dám cực rằng ngay lúc này Roslyn đang nhảy múa quanh song thành và không ngừng reo vang, phu nhân Tunley, phu nhân Tunley, phu nhân Roslyn Tunley. Rồi sáng mai nó sẽ áp mấy mảnh vải xanh đỏ của Riverrun lên má để ngắm xem trông diện mạo nó sẽ ra sao khi mặc váy cô dâu. Ông ta xoay người trên yên ngựa và cười với Edmer. Lãnh chúa Tunley, ngài ít nói đến lạ lùng. Tôi tự hỏi ngài đang cảm thấy thế nào. Nhiều cảm xúc y như lúc ta ở Stone Mill trước khi vang lên tiếng tù và khai chiến. Edmer trả lời nửa đùa nửa thật. Lord Ha đáp lại bằng nụ cười hiền lành.
Thưa lãnh chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cuộc hôn nhân của ngài kết thúc có hậu. Và nếu cuộc hôn nhân ấy kết thúc không có hậu, cầu xin các vị thần hãy bảo vệ chúng con. Kathleen thúc ngựa để cậu em trai và Lord Harcourt song hành với nhau. Chính bà kiên quyết đề nghị Jane ở lại Riverrun khi Rob muốn đưa vợ đi cùng. Lãnh chúa Wander có thể sẽ cho rằng sự vắng mặt của hoàng hậu trong đám cưới thể hiện thái độ coi thường, nhưng sự hiện diện của cô sẽ là một sự sỉ nhục không khác gì sát muối vào vết thương của lão. Wander Frey ăn nói cay nghiệt, nhớ dai thù lâu, bà cảnh báo con trai. Mẹ biết con đủ mạnh mẽ nhẫn nhịn trước những lời khó nghe nhằm có được sự trung thành của ông ta, nhưng con quá giống cha con để có thể ngồi đó chứng kiến ông ta sỉ nhục Jane. Rob không phủ nhận điều đó, nhưng nó cũng không bằng lòng với mình, Kathleen chán nản nghĩ bụng. Nó đã thấy nhớ Jane ngay rồi, và đâu đó trong dạ nó vẫn trách mình về việc không có con bé bên cạnh, mặc dù nó biết đó là một lời khuyên đúng đắn. Trong số 6 người nhà Westerling đi về từ Crack cùng con trai bà, chỉ còn một người duy nhất song hành cùng Rob, Sereno, anh trai Jane, người cầm cờ trung thành. Rob đã cử cậu Rose Spicer của Jane đưa tên Martin Lannister tới Golden Tooth ngay hôm nhận được thư đồng ý trao đổi tù binh của lãnh chúa Tywin. Việc đó được tiến hành khéo léo. Con trai bà thoát khỏi nỗi lo lắng về sự an toàn của Martin. Galbraith Glover nhẹ lòng khi nghe tin em trai Robert của ông ta đã được đưa lên tàu ở Duskendale. Cero được giao một nhiệm vụ quan trọng và cao cả, còn gió sáng một lần nữa được ở bên nhà vua. Vốn là chỗ của nó. Phu nhân Westerling ở lại Riverrun với các con, Jane, em gái Elena và Rollam, cận vệ của Rob, và cậu bé phàn nàn nhiều về việc phải ở lại. Nhưng đó là quyết định sáng suốt. Oliva Frey từng là cận vệ của Rob và chắc chắn hắn sẽ có mặt trong đám cưới của chị gái để cho mọi người thấy việc thay thế hắn là dại dột và chẳng hay ho chút nào. Còn Sereno là một hiệp sĩ trẻ vui tính, và cậu ta đã thề không sự xúc phạm nào của Wander Frey có thể kích động cậu ta. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện rằng những lời xúc phạm là tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng. Dù vậy, Kathleen vẫn lo sợ trước cơ may đó. Sau trận chiến trên sông Trident, cha bà không còn tin tưởng Wander Frey, và bản thân bà cũng rất lo lắng. Hoàng hậu Jane sẽ an toàn nhất phía sau những bức tường cao và vững chắc của Riverrun, dưới sự bảo vệ của cá đen. Thậm chí Rob phong cho ông tước hiệu mới là thủ lĩnh quân tuần tiễu phương Nam. Nếu cần người nắm giữ sông Trident, chỉ có thể là xe Brynden. Lúc này Kathleen đang nhớ đến nét mặt gai góc lờm chờm của chú ruột và Rob sẽ nhớ sự tham vấn của ông. Xe Brynden luôn góp phần vào mỗi chiến thắng của con trai bà. Galbraith Glover được giao quyền chỉ huy đội quân trinh sát và đội quân cưỡi ngựa mở đường thay vị trí của ông, một chỉ huy tốt bụng, trung thành và kiên định nhưng thiếu sự tài hoa của cá đen. Sau lưng đội quân trinh sát của Glover, đoàn quân của Rob trải dài mấy dặm. Grignion dẫn đầu đội quân tiên phong. Kathleen đi giữa đội quân trọng yếu, quanh bà là những người lính mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa chiến. Kế đến là đoàn xe chất đầy hành lý, thực phẩm, cỏ khô và dụng cụ dựng lều trại, quà cưới, cả những người lính bị thương quá nặng không thể đi được dưới sự coi sóc của xe Wendell Manderly và đội hiệp sĩ cẳng oai của ông. Đàn cừu, dê và gia súc khẳng khiu gầy gò lê bước phía sau, rồi đến nhóm người hầu trại với đôi chân sưng tấy. Tít đằng xa là Robin Flynn và đội quân bọc hậu. Không có kẻ thù nào trong vòng vài trăm dặm, nhưng Rob vẫn đề phòng. Có đến 3.500 người, 3.500 người đã đổ máu ở rừng Whispering, máu nhuốm đỏ kiếm của họ trong trận chiến cam ở Oxcross, Asimac, Crack cũng như tất cả những ngọn đồi ngập vàng ở phía tây của nhà Lannister. Ngoài đoàn bạn hữu với số lượng khiêm tốn của Edmer, các lãnh chúa vùng sông Trident ở lại để nắm giữ vùng đất ven sông trong khi nhà vua lấy lại phương Bắc. Phía trước, hôn thê của Edmer và trận chiến của Rob đang đợi, với mình là hai đứa con trai đã chết, một chiếc giường trống trải và một lâu đài toàn những bóng ma. Viễn cảnh ấy không vui vẻ gì. Brienne, người đang ở đâu? Brienne à, hãy đưa hai con gái ta trở về. Hãy đưa chúng về an toàn. Đến trưa, mưa phùn chuyển sang lất phất và cứ mưa cho đến quá chập tối. Ngày hôm sau đoàn người phương Bắc cũng không thấy mặt trời. Họ cưỡi ngựa dưới bầu trời xám xịt, mũ chùm đầu được kéo lên để ngăn nước mưa bắn vào mắt. Mưa nặng hạt khiến đường xá đục ngầu và biến đồng ruộng thành đầm lầy, khiến nước sông dâng cao và lá cây rụng tả tơi. Tiếng mưa lục đục không dứt khiến cho câu chuyện không đâu trở nên buồn chán hơn, thế nên đoàn người chỉ nói khi thực sự cần, mà việc cần lúc này lại rất hiếm hoi. Thưa phu nhân, chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, phu nhân Mét Mò Măn nói. Kathleen ngày càng mến phu nhân Mét và con gái lớn Daisy của bà ta, bà nhận thấy khi nói về James Lannister, họ là người thấu hiểu hơn cả.
Đứa con gái cao và gầy gò, bà mẹ thấp và mập mạp nhưng cả hai người đều mặc áo giáp giống nhau, với biểu tượng con gấu đen của nhà Mormon trên khiên và áo choàng. Theo Kathleen biết, phong cách ăn mặc đó thật kỳ quặc đối với phụ nữ, nhưng Daisy và phu nhân Meg dường như cảm thấy dễ chịu hơn, khi họ trông vừa giống chiến binh, vừa giống phụ nữ, hơn hẳn cô gái vùng ta kia. Cháu từng chiến đấu bên sói trẻ trong mọi trận đấu, Daisy Mormon vui vẻ nói. Ngài ấy chưa thua một trận nào. Chưa thua trận nào, nhưng nó đã mất tất cả mọi thứ, Kathleen nghĩ bụng nhưng không nói ra. Người phương Bắc không thiếu nhuệ khí nhưng họ đang ở xa nhà, họ chỉ còn chút ít nhuệ khí để giữ niềm tin vào vị vua trẻ. Bằng mọi giá, niềm tin đó phải được bảo vệ. Mình phải mạnh mẽ hơn, bà tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ vì Rob. Nếu mình nản chí, nỗi đau buồn sẽ làm mình héo hon. Sau đám cưới này, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Nếu Edmer và Rosalind sống hạnh phúc, nếu lãnh chúa Frey nguôi giận và đội quân của ông ta một lần nữa gia nhập cùng Rob, cho dù được như vậy, chúng ta sẽ nhận được cơ hội nào đây khi bị mắc kẹt giữa nhà Lannister và Greyjoy? Đó là điều Kathleen không dám nhắc tới, mặc dù Rob cũng có đôi chút lưu tâm. Bà đã nhìn thấy con trai nghiên cứu bản đồ mỗi khi họ dựng trại, để tìm kiếm kế hoạch lấy lại phương Bắc. Edmer lại bận tâm về việc khác. Chị không nghĩ tất cả con gái của lãnh chúa Wander đều giống ông ta chứ, phải không? Anh thắc mắc khi ngồi cùng Kathleen và bạn bè trong chiếc lều bạt kẻ sọc. Với chừng ấy bà mẹ khác nhau, hẳn sẽ có vài cô mang nét đoan trang, duyên dáng, xe Mark Piper đáp, nhưng vì lý do gì mà lão già độc ác đó phải gả đứa con gái xinh đẹp cho ngài? Không có lý do nào hết, Edmer nói với giọng buồn rầu. Đến lúc đó Kathleen không thể chịu đựng thêm được nữa. Cersei Lannister rất duyên dáng, bà gay gắt nói tốt hơn là cậu nên cầu mong Rosalind mạnh mẽ và khỏe khoắn, với một cái đầu thông minh và một trái tim trung thành. Rồi bà bỏ ra ngoài. Edmer không thoải mái với điều chị gái nói. Ngày hôm sau anh tránh mặt bà rồi song hành cùng Mark Piper, Limon Goodbrook, Patrick Malister và mấy đứa con trai trẻ nhà Ven. Họ không trách gì cậu ấy, trừ khi nói giỡn, Kathleen tự nhủ khi họ đi bên cạnh bà mà không nói một lời nào. Mình vốn luôn hà khắc với Edmer, và bây giờ nỗi đau buồn khiến lời nói của mình cay nghiệt hơn. Bà hối hận vì lời trách cứ cậu em trai. Mưa gió chút xuống nhiều rồi, mình đâu cần tạo ra thêm nữa. Ước muốn có một người vợ xinh đẹp liệu có thực sự tệ đến thế không? Bà nhớ lại nỗi thất vọng rất đỗi trẻ con của mình khi lần đầu tiên bà nhìn Eddard Stark. Bà vốn hình dung ông giống người anh Brandon khi còn trẻ, nhưng bà đã nhầm. Nét thấp hơn, khuôn mặt mộc mạc hơn, và đượm vẻ u sầu. Ông ăn nói khá nhã nhặn nhưng bà cảm thấy ẩn sau đó là sự lãnh đạm hoàn toàn khác với Brandon, người mà sự vui vẻ cũng cuồng nhiệt như cơn thịnh nộ của ông ấy. Ngay cả trong đêm động phòng, chuyện ân ái của họ vì nghĩa vụ hơn là đam mê. Nhưng đêm đó chúng ta đã tạo ra Rob, chúng ta đã cùng tạo nên một vị vua. Và sau trận chiến ở Winterfell, mình đã có đủ tình yêu của một người đàn bà khi nhận ra trái tim ngọt ngào bên dưới nét mặt nghiêm nghị của Ned. Không có lý do nào Edmer lại không tìm được điều tương tự ở Rosalind. Như các vị thần chỉ đường dẫn lối, hành trình đưa họ đi xuyên qua rừng Whispering, nơi Rob lần đầu tiên giành được chiến công lớn. Họ men theo dòng suối uốn lượn trên nền thung lũng hẹp giống như quân của Jaime Lannister đã tiến vào đêm định mệnh ấy. Lúc đó thời tiết ấm áp hơn, Kathleen vẫn nhớ, rừng cây vẫn xanh tươi, và nước suối không tràn bờ. Còn bây giờ, lá rụng làm nghẽn dòng chảy, nằm sũng nước trong những đoạn thắt giữa đá và rễ cây, và rừng cây từng che chắn cho đạo quân của Rob nay đã thay màu áo xanh bằng màu lá vàng úa điểm những vệt nâu đỏ khiến bà nhớ đến màu han gì và máu khô. Chỉ có vân sam và thông vẫn xanh màu lá, bút thẳng lên trời như những ngọn giáo dài đen kịt. Kể từ đó, không chỉ có cây cối chết, bà nghĩ bụng. Vào cái đêm trong rừng Whispering, Ned vẫn còn sống trong ngục dưới ngọn đồi cao Egan, Bran và Rickon vẫn bình an phía sau bức tường thành của Winterfell. Và Theon Greyjoy vẫn chiến đấu bên Rob, vẫn khoe khoang chuyện hắn đấu kiếm với sát vương. Giá như hắn đã đấu kiếm với sát vương, giá như Theon chết thay cho các con trai của lãnh chúa Karstark, những bất hạnh này sẽ vơi chừng nào. Khi họ băng qua chiến trường, Kathleen thoáng thấy hình ảnh của một cuộc tàn sát, một chiếc mũ sắt lật ngửa đầy nước mưa, một cây thương gãy vụt bộ xương ngựa. Những ụ đá được chất lên xác binh lính thiệt mạng, nhưng lũ thú rừng đã ăn xác họ. Trong đống đá đổ nát, bà phát hiện ra một mảnh vải sáng màu và những màu kim loại sáng bóng. Khi bà nhìn vào một khuôn mặt hướng về phía mình, hình dạng của chiếc đầu lâu bắt đầu nổi lên từ phía dưới đám thịt xám ngoét đang thối rữa.
Hình ảnh đó khiến bà tự hỏi Nét đang an nghỉ ở nơi nào. Hội chị em quản sinh tử đã đưa hài cốt chàng về phương Bắc do Halis Molan và một cận vệ danh dự hộ tống. Liệu Nét đã về đến Winterfell để được an nghỉ bên cạnh anh trai Brandon trong hầm mộ tối tăm bên dưới lâu đài hay chưa? Hay cánh cửa ở Mốt Cai Linh đã đóng sầm lại trước khi Han và mấy tu sĩ kịp băng qua? 3.500 kỵ binh cùng đi trên con đường trải dài theo thung lũng băng ngang rừng Whispering, nhưng Catelyn Stark chưa bao giờ thấy cô đơn hơn lúc này. Với mỗi dặm đường đi qua, bà lại cách xa Riverrun hơn, và bà tự hỏi liệu mình có được nhìn thấy tòa lâu đài đó nữa hay không? Hay bà đã mất nó mãi mãi, giống như bà đã mất những thứ khác? 5 ngày sau, toán quân trinh sát quay lại cảnh báo nước dâng cao đã cuốn phăng cây cầu gỗ ở Fairmarket. Galbraith Glover và 2 người lính dũng cảm đã thử cho ngựa băng qua sông Blue Fork Ramsford. 2 con ngựa và 1 kỵ binh đã bị cuốn phăng và chết đuối, bản thân Glover phải cố bấu vào một tảng đá cho đến khi họ kéo ông vào bờ. Từ hồi đầu xuân, nước sông chưa dâng cao như thế này, Edmer nói, nếu mưa tiếp tục kéo dài, nước sông sẽ dâng cao hơn nữa. Đi ngược dòng có 1 cây cầu gần Oldstone, Caitlin nhớ ra vì bà vẫn thường cùng cha đi qua vùng đất này. Nó cũ và nhỏ hơn, nhưng nếu nó vẫn còn đó. Thưa phu nhân, nó cũng không còn nữa, Galbraith Glover tiếp lời. Nó bị nước cuốn trước cả cây cầu ở Fairmarket. Rob nhìn Caitlin, không còn cây cầu nào nữa sao? Không, ngay cả chỗ bãi nông cũng không băng qua được. Bà cố nhớ lại, nếu chúng ta không thể băng qua sông Blue Fork, ta sẽ phải đi vòng qua làng Servenstream và Hangmire. Hoặc đi qua bãi lầy và đường xấu, hoặc không đi đâu hết, Edmer cảnh báo, hành trình sẽ chậm lại nhưng chúng ta sẽ đến đó, thần mong là vậy. Ta chắc chắn lãnh chúa Wander sẽ đợi, Rob nói, Lord Ha đã gửi quả từ Riverrun, ông ta biết chúng ta đang tới. Phải, nhưng đó là người dễ mếch lòng và vốn dĩ đa nghi, Caitlin nói, ông ta có thể xem sự chậm trễ này như một sự cố ý xúc phạm. Rất tốt, vậy con sẽ xin lỗi ông ta cho sự chậm trễ này luôn một thể. Con sẽ là một ông vua tha thiết xin thứ lỗi. Rob nhăn mặt, ta hy vọng Bolton băng qua sông Trident trước khi mưa rơi. Vương lộ dẫn thẳng đến phương Bắc, hành trình của ông ấy sẽ dễ dàng hơn. Dù đi bộ, nhưng ông ấy sẽ đến song thành trước chúng ta. Vậy sau khi đội quân của ông ta gia nhập đoàn quân của con và tham dự tiệc cưới của cậu xong xuôi, con sẽ làm gì? Caitlin hỏi con trai, phương Bắc, Rob gãi gãi một bên tai của gió xám. Bằng đường đê sao? Đối đầu với Mốt Cai Linh ư, cậu con trai đáp lại bằng nụ cười khó hiểu. Đó là một lối đi, cậu nói, và với giọng điệu đó, bà biết rằng cậu sẽ không nói thêm gì nữa. Một vị vua tài giỏi luôn giữ kín ý định của mình, bà tự nhủ. Họ đến Oldstone sau 8 ngày mưa không dứt, dựng trại trên ngọn đồi nhìn ra Blue Fork, trong thành trì đổ nát của các vị vua vùng sông nước cổ xưa. Nền móng của thành trì vẫn còn đó giữa đám cỏ dại cho thấy vị trí của những bức tường và tháp canh một thời, nhưng những tộc người địa phương từ lâu đã di rời hầu hết những tảng đá đó. Ở giữa nơi đã từng là sân sau của lâu đài, một ngôi mộ khắc đá vẫn còn, lấp ló trong đám cỏ nâu cao ngang hông giữa đống tro tàn. Nắp mộ khắc chân dung người đang yên nghỉ phía dưới, nhưng mưa gió đã bào mòn đi khá nhiều. Họ thấy vị vua này có râu nhưng khuôn mặt chỉ còn những đường nét mơ hồ về miệng, mũi, mắt và chiếc vương miện phía trên thái dương. Bàn tay ông nắm chặt cán chiếc búa chiến bằng đá được đặt trước ngực. Tên và lịch sử của chiếc rìu từng được khắc bằng cổ ngữ run, nhưng chừng ấy thế kỷ đã khiến dòng chữ phai mờ. Ngay cả phiến đá cũng rạn nứt và các góc cạnh vỡ vụn bị phai màu bởi những vệt địa y trắng loang lổ, còn hoa hồng dại dưới chân của vị vua leo gần đến ngực của ông. Caitlin thấy Rob đứng đó với nét mặt u sầu trong bóng chiều trạng vạng cùng gió xám bên cạnh. Mưa ngừng rơi và cậu để đầu trần. Lâu đài này có tên không mẹ? Cậu lặng lẽ hỏi khi bà đến bên. Hồi mẹ còn nhỏ, người ta gọi nơi đây là đá cổ, nhưng chắc chắn nó có tên gọi khác thời nó còn là sảnh đường của vua. Trên đường tới Sigurd bà đã từng hạ trại ở đây với cha. Lúc đó Peter cũng đi cùng cha con ta. Có một bài hát về nơi này, cậu nhớ lại, tên là nàng Jenny vùng đá cổ, với mái tóc cài hoa. Rồi tất cả chúng ta đều sẽ được ca tụng, nếu chúng ta may mắn. Ngày ấy bà cũng từng đóng vai Jenny và tóc bà cũng cài hoa. Còn Peter giả làm hoàng tử vùng Dragonfly. Hồi ấy Caitlin chưa quá 12 và Peter hãy chỉ là một cậu bé. Rob xem xét lăng mộ. Đây là mộ của ai ạ? Đây là nơi yên nghỉ của Christopher đệ tứ, vua của những dòng sông và núi đồi. Cha từng kể cho bà nghe câu chuyện đó.
Ngài thống trị vùng đất từ sông Trident tới nách hàng ngàn năm trước thời Jenny và hoàng tử của nàng, vào thời các vương triều của tiền nhân lần lượt sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của người Ando. Người ta gọi ngài là chiếc búa công lý. Ngài đã chiến đấu 100 trận và thắng 99 trận, hoặc là do các thi sĩ nói vậy, và khi ngài dựng nên lâu đài này, nó là thành trì vững chắc nhất Westeros. Bà đặt tay lên vai con trai. Ngài tử trận trong trận chiến thứ 100, khi 7 vị vua người Ando hợp sức tấn công ngài. Christopher đệ ngũ không tài giỏi như ngài, vậy nên vương quốc sớm thất thủ kéo theo sự sụp đổ của lâu đài và dòng dõi hoàng gia. Sự suy vong của Christopher đệ ngũ khiến gia tộc mắt sụp đổ, đây vốn là gia tộc thống trị những vùng đất ven sông cả ngàn năm trước khi người Ando đến. Người kế vị của ngài đã thất bại. Rob lần một bàn tay trên phiến đá xù xì vì sương gió. Con mong để lại cho Jane một đứa con, chúng con đã cố gắng, nhưng con không chắc. Việc đó thường không có kết quả ngay lần đầu. Mặc dù cha mẹ đã có con vào lần đầu tiên, hay đến tận lần thứ 100 cũng vậy, con vẫn còn rất trẻ. Trẻ, và là vua, cậu nói, vua phải có người nối dõi. Nếu con chết trong trận chiến sắp tới này, vương quốc sẽ không phải chết theo con. Theo luật, Sansa là người thừa kế tiếp theo, nên Winterfell và phương Bắc sẽ thuộc về nó. Cậu mím môi. Thuộc về nó và chồng nó. Tyrion Lannister, con không cho phép điều đó. Không bao giờ, tên lùn đó sẽ không bao giờ có được phương Bắc. Không, Catelyn tán thành, con phải chỉ định một người kế vị khác cho đến khi Jane sinh cho con một đứa con trai. Bà suy nghĩ một lát rồi tiếp, ông nội con không có anh chị em, nhưng cụ nội con có một người em gái cưới con trai thứ của lãnh chúa Rhaemarroy trong nhánh chính. Họ có 3 người con gái đều cưới các quý tộc vùng thung lũng. Một người nhà Wenut và một người nhà Corbray. Người con gái út có lẽ lấy chồng mang họ Templeton, nhưng... Mẹ, giọng Rob có sự gay gắt. Mẹ quên thật rồi, cha con có 4 con trai đấy. Bà không quên, chỉ là bà không muốn thừa nhận sự thật ấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Snow không phải người nhà Stark. Jon là mang dòng dõi nhà Stark hơn mấy gã quý tộc vùng thung lũng chưa hề nhìn thấy Winterfell. Nhưng Jon đang là anh em của đội tuần đêm, nó đã thề không lấy vợ và không nắm giữ đất đai. Những người như thế suốt đời chỉ phụng sự cho bóng đêm mà thôi. Các hiệp sĩ ngự lâm quân cũng vậy, nhưng điều đó không ngăn cản nhà Lannister tước áo choàng trắng của xe Barristan Selmy và xe Boros Blau khi họ không còn giá trị sử dụng với chúng nữa. Nếu con gửi 100 người đến đội tuần đêm để thay thế vị trí của Jon, con tin là họ sẽ tìm ra cách giải thoát nó khỏi mấy lời thề đó. Nó đã quyết định rồi. Catelyn biết con trai mình ngang bướng tới mức nào. Một đứa con hoang không thể được kế vị. Trừ khi nó được hợp pháp hóa bởi sắc lệnh hoàng gia, Rob nói. Xưa nay việc này có nhiều tiền lệ rồi, nhiều hơn cả việc giải thoát các anh em đã tuyên thệ khỏi. Lời thề, tiền lệ, bà nói cay đắng, đúng, Aegon đệ tứ đã hợp pháp hóa tất cả những đứa con hoang của ông ta vào lúc hấp hối. Và con có biết quyết định đó gây ra bao nhiêu nỗi đau, bất hạnh, chiến tranh và giết chóc không? Mẹ biết con tin Jon, nhưng liệu con có tin tưởng những đứa con của nó hay không? Rồi đời cháu chắt nó nữa. Nhà Blackfyre gây nhũng nhiễu với nhà Targaryen đến 5 đời, cho đến khi Barristan dũng cảm giết tất cả bọn họ ở Stepstone. Nếu con hợp pháp hóa quyền lợi của Jon, sẽ không có cách nào khiến nó quay lại làm đứa con hoang nữa. Nếu nó có cưới vợ và có con, những đứa con trai của con và Jane sẽ không bao giờ được an toàn. Jon sẽ không bao giờ làm hại con trai của con, cũng như Theon Greyjoy sẽ không hại Bran và Rickon ư, gió xám nhảy vọt lên chóp hầm mộ vua Christopher và nhe răng ra. Vẻ mặt Rob lạnh tanh, đó là hành động độc ác và điều mẹ nói quá bất công. Jon không phải Theon, đấy là con cầu nguyện như vậy, con không nghĩ đến các em gái con sao? Quyền lợi của chúng đâu? Mẹ đồng ý là phương Bắc không thể được giao cho tên lùn, nhưng còn Arya thì sao? Theo luật, con bé là người thừa kế sau Sansa, em gái con, ruột thịt của con. Và đã chết, không ai nhìn thấy hay nghe được tin tức gì của Arya kể từ khi chúng chặt đầu cha con. Tại sao mẹ lại tự lừa dối bản thân mình như vậy? Arya chết rồi, cũng như Bran và Rickon, và chúng cũng sẽ giết Sansa ngay khi tên lùn đó có được đứa con của con bé. Jon là người anh em duy nhất còn lại của con. Nếu con chết khi chưa có người thừa kế, con muốn anh ấy kế vị con làm vua phương Bắc. Con đã hy vọng mẹ sẽ ủng hộ lựa chọn của con. Mẹ không thể, bà nói, mẹ có thể ủng hộ con trong mọi việc, Rob. Mọi việc, trừ việc điên rồ này. Nên đừng đòi hỏi điều đó. Con không cần phải đòi hỏi.
Con là vua, Rob quay bước đi, gió xám nhảy xuống khỏi ngôi mộ và lao theo. Mình vừa làm gì vậy? Caitlin buồn rầu nghĩ khi chỉ còn lại một mình với lăng mộ của Christopher. Đầu tiên mình nổi giận với Edmer, và giờ là với Rob, nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là nói ra sự thật. Chẳng lẽ hai người đàn ông đó yếu đuối đến mức không thể đón nhận sự thật? Chắc hẳn lúc ấy bà đã khóc nếu như trời không đổ mưa. Đấy là tất cả những gì bà có thể làm để quay về lều và ngồi đó trong yên lặng. Những ngày sau đó, Rob có mặt ở mọi lúc mọi nơi, lúc phi ngựa lên đầu đoàn quân tiên phong với Gridion, lúc quay lại với Robin Flynn và đội quân bọc hậu. Quân lính nói đầy vẻ tự hào rằng sói trẻ là người thức dậy đầu tiên và đi ngủ cuối cùng, nhưng Caitlin tự hỏi liệu thằng bé có ngủ được chút nào hay không. Càng ngày nó càng gầy gò và thèm khát giống như con sói thuyết của nó vậy. Một sáng, khi họ đang đi dưới cơn mưa tầm tã, Matt Mormon hỏi bà thưa phu nhân, trông người rất buồn bã. Có gì không ổn sao? Chồng ta chết, cha ta chết. Hai đứa con trai ta bị giết hại, một đứa con gái bị ép lấy tên lùn vô đạo để sinh ra những đứa con đê hèn của hắn, đứa con gái còn lại bị mất tích và có thể đã chết, còn đứa con trai còn sống duy nhất của ta và em trai ta đều đang nổi giận với ta. Vậy có gì không ổn? Tuy nhiên, đó sẽ là điều mà phu nhân Matt không muốn nghe. Cơn mưa tai hại, bà chỉ nói vậy. Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều, và phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và tai họa nữa. Chúng ta cần liều lĩnh đối mặt với nó, bằng tiếng tù và với những ngọn cờ chiến tung bay. Nhưng cơn mưa khiến chúng ta thoái chí. Những ngọn cờ thấm nước ủ rũ, lính tráng co lại dưới áo choàng và ít nói chuyện với nhau. Chỉ một cơn mưa tai hại mà đã làm nguội lạnh trái tim chúng ta trong khi điều chúng ta cần nhất là hâm nóng nó. Daisy Mormon nhìn lên trời và nói, cháu thà để nước mưa rơi xuống người hơn là mũi tên. Đến Caitlin cũng phải cười, cháu dũng cảm hơn ta đấy. Ta thấy lo sợ, tất cả phụ nữ đảo Be đều là những chiến binh dũng cảm vậy sao? Vâng, đều là những con gấu cái, phu nhân Matt đáp. Chúng thần cần phải như thế. Từ những ngày xa xưa, khi chúng thần bị bọn người đảo Iron dùng thuyền chiến dài tấn công, hoặc bị đám dân du mục trên Frozen So tấn công, còn đàn ông phải đi đánh bắt xa bờ có cũng như không. Những người phụ nữ ở lại phải tự bảo vệ bản thân và lũ trẻ, bằng không sẽ bị bắt đi. Trên cổng nhà cháu có một hình chạm, Daisy kể. Đó là hình chạm một người phụ nữ mặc áo lông gấu, một tay bế đứa con đang bú, một tay cầm diều chiến. Hình ảnh đó không giống một người phụ nữ đích thực, nhưng cháu luôn yêu quý hình ảnh đó. Có lần thằng cháu Zora của thần đã đem một người phụ nữ đích thực về, phu nhân Matt nói, nó giành được cô ta trong một cuộc đấu thương. Cô ta rất ghét hình chạm đó. Đúng vậy, và cô ta cũng ghét luôn tất cả những thứ khác nữa, Daisy nói cô Linus sấy tóc vàng óng, da trắng, nhưng đôi tay mềm mại của cô ta sinh ra không phải để cầm diều. Và bầu ngực cũng không phải để cho con bú, mẹ cô bé nói thẳng. Caitlin biết hai mẹ con họ đang nói đến ai, Zora Mormon từng đưa người vợ thứ hai đó đến Winterfell dự yến tiệc, và có lần họ còn lưu lại đến hai tuần. Bà vẫn nhớ phu nhân Linus rất trẻ, trắng trẻo, nhưng đầy vẻ u sầu. Một đêm, sau khi uống vài ly rượu, phu nhân ấy đã thú nhận với Caitlin rằng phương Bắc không có chỗ cho một người mang họ Hightower của vùng Old Town. Có một người nhà tôn ly của Riverrun cũng từng cảm thấy như vậy, bà nói nhẹ nhàng, ra sức an ủi, nhưng thời gian qua đi cô thấy nơi đây có rất nhiều thứ để yêu thương. Nhưng bây giờ tất cả đã mất, bà ngẫm nghĩ. Winterfell và Ned Brand và Rickon, Sansa và Arya, tất cả đều đã mất. Chỉ còn lại Rob, phải chăng cuối cùng có quá nhiều điều ở Linus Hightower đọng lại trong bà, và có quá ít của nhà Stark. Giá như mình biết sử dụng diều, có lẽ mình đã có thể bảo vệ họ tốt hơn. Ngày qua ngày, mưa vẫn không ngớt. Họ đi trên con đường dẫn tới Blue Fork, rồi băng qua Servant Stream nơi con sông chia ra thành các rãnh nước và con suối nhỏ chằng chịt, rồi xuyên qua làng Hangmire nơi những vực sông xanh lấp lánh chỉ trực nuốt chừng kẻ nào bất cẩn, còn những đám đất mềm nhũn hút lấy bụng đàn ngựa như đứa trẻ đang đói bấu dịt lấy bầu vú mẹ. Cuộc hành trình khó khăn hơn là chậm. Một nửa số xe bò chở đồ bị bỏ lại trong đống bùn, còn đồ đạc được chất lên lưng la và ngựa kéo. Lãnh chúa Jason Malister bắt kịp họ giữa vũng đầm lầy của làng Hangmire. Khi ông phi ngựa cùng đoàn quân, chỉ còn hơn một giờ nữa trời sẽ tối, nhưng Rob ra lệnh toàn quân dừng lại ngay lập tức, và xe Renault Westerling hộ tống Caitlin tới lều của nhà vua. Bà thấy con trai đang ngồi cạnh bếp than với tấm bản đồ đặt trên lòng. Gió xám đang ngủ dưới chân cậu. Trong lều còn có sự góp mặt của Gridion, Canbad Glover, Matt Mormon, Edmer và một người mà Caitlin không biết kẻ đó hói đầu và có vẻ mặt đê tiện.
Chỉ nhìn thôi cũng biết kẻ đó không thuộc dòng dõi quý tộc. Và cũng không phải một chiến binh. Jason Malister đứng dậy nhường chỗ cho Caitlin. Mái tóc nâu đã điểm bạc nhưng lãnh chúa vùng Sigurd vẫn điển trai, cao, gầy, râu nhẵn nhụi, gò má cao và đôi mắt màu xanh xám. Thưa phu nhân Stark, đây quả là niềm vui phấn khởi. Tôi hy vọng mang tới tin tốt lành. Thưa lãnh chúa, chúng ta đang rất cần vài tin tốt lành. Bà ngồi và lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái lều bạt. Rob đợi xe Renault đóng cửa lều lại và nói, thưa các lãnh chúa, các thánh thần đã nghe thấu lời thỉnh cầu của chúng ta. Lãnh chúa Jason mang đến cho chúng ta thuyền trưởng của tàu Meraham. Thuyền trưởng hãy nói cho mọi người ở đây nghe những gì ngươi đã nói với ta. Vâng, thưa bệ hạ, hắn lo lắng liếm đôi môi dày. Cảng rừng cuối cùng của tôi ở phía trước Sigurd, tức là cảng Lotsport vùng Pai. Đám người đảo Iron đã từng giữ chân tôi ở đó hơn nửa năm. Theo lệnh vua ba lần, chỉ là dù lệnh giữ kéo dài đến khi nào, thì ông ta cũng đã chết. Ba lần Greyjoy tim Caitlin bỗng lỡ mất một nhịp. Người nói ba lần Greyjoy đã chết sao? Gã thuyền trưởng còi cọc và tiểu thụy gật đầu. Phu nhân có biết Pai được xây trên mũi biển, một phần nằm trên đá và một phần nằm trên những hòn đảo ngoài khơi, hai phần đó được nối với nhau bởi những cây cầu không? Theo tin tôi nghe được ở Lotsport, một tai họa đã ập đến từ phía tây, mưa và sấm sét, và ông vua ba lần già cả đang đi qua một trong những chiếc cầu đó thì gió cuốn phăng tất cả, xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Hai ngày sau xác ông ta giạt vào bờ, người trương phình và xương sầu gãy hết. Tôi còn nghe nói cua ăn hết mắt của ông ấy. Grignion cười. Ta mong mấy con cua hoàng đế ăn hết cả thảy đống thịt hoàng gia đó. Gã thuyền trưởng lắc đầu. Vâng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Gã nhoài người về phía trước và nói, em trai ông ta đã trở về. Victorian Galbad Glover ngạc nhiên hỏi. Euron, người ta gọi ông ta là mắt quạ, người ngợm đen sạm, bộ dạng như một tên cướp biển. Ông ấy đã bỏ đi mấy năm nhưng ngay khi xác lãnh chúa ba lần vừa lạnh ngắt thì ông ấy kịp trở về, lặng lẽ cập cảng Lotsport. Những cánh buồm đen và thân tàu màu đỏ, với đoàn thủy thủ là bọn người câm. Tôi nghe nói ông ta đã tới Us 2 và trở về. Nhưng dù ở đâu thì giờ ông ta đã quay về tiến thẳng đến Pai và đã đặt mông lên ngai đá biển, rồi dìm lãnh chúa Botley vào thùng nước biển khi ông ta chống đối. Đó là lúc tôi chạy về tàu Meraham, đang nhổ neo, với hy vọng chạy trốn trong lúc hỗn loạn. Tôi chạy trốn, và giờ thì tôi ngồi đây. Thuyền trưởng Rob nói. Ngươi hãy nhận lời cảm ơn của ta, và ngươi sẽ được trọng thưởng. Lãnh chúa Jason sẽ đưa ngươi trở lại tàu khi chúng ta bàn xong việc. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài đợi. Vâng, thưa bệ hạ, thần sẽ đợi bên ngoài. Ngay khi hắn rời khỏi lều của nhà vua, Grignion liền cười lớn, nhưng Rob khiến ông yên lặng chỉ bằng một cái nhìn. Euron Greyjoy là người không có ý định làm vua, nếu một nửa những điều Theon nói về ông ta là thật. Theon là người thừa kế chính đáng, trừ khi hắn chết nhưng Victorian nắm quyền chỉ huy hạm đội sắt. Ta không tin hắn vẫn ở lại Mos Kailin trong khi Euron mắt quạ ngồi trên ngai đá biển. Hắn sẽ phải quay về. Còn một đứa con gái, Galbad Glover nhắc, cô ta cai trị vùng Deepwood và vợ con của Robert. Nếu cô ta đang ở Deepwood thì đó sẽ là tất cả những gì cô ta mong được nắm giữ, Rob nói. Cái gì đích thực đối với các ông anh thì sẽ càng đích thực hơn đối với cô ta. Cô ta sẽ phải quay về nhà để hất cẳng Euron và tuyên bố quyền sở hữu đất của mình. Con trai bà quay sang phía lãnh chúa Jason Malister. Người có một hạm đội ở Sigurd phải không? Một hạm đội thôi sao thưa bệ hạ? 6 con tàu dài và 2 con tàu chiến Gale. Đủ để bảo vệ bờ biển của thần khỏi đám cướp biển. Nhưng thần không mong đối mặt với hạm đội tàu của người đảo Iron trong trận chiến đâu. Ta cũng không yêu cầu ngươi làm thế. Đám người đảo Iron sẽ dương buồm về Pai, ta mong vậy. Theon đã nói cho ta biết cách người dân của hắn suy nghĩ. Trên con tàu của chính mình, mọi thuyền trưởng đều là vua. Họ sẽ muốn có tiếng nói trong việc kế vị. Thưa lãnh chúa, ta cần 2 con tàu dài của ngài dương buồm đến mũi đại bàng và xuôi dòng đến trạm Greywater vùng nách. Lãnh chúa Jason lưỡng lự, hàng tá những con suối dẫn nước vào rừng, tất cả đều cạn đầy bùn và không dấu vết. Thần còn không thể gọi chúng là sông. Lòng sông luôn biến dạng và thay đổi. Có rất nhiều bẫy, cồn cát dài vô tận cùng với đám cây mục ngổn ngang. Và trạm Greywater thì di chuyển. Làm thế nào để những con tàu của thần có thể tìm được nơi đó? Hãy lên phía thượng lưu và treo cờ trận của ta. Những người đầm lầy ẩn giật sẽ tìm thấy ngài. Ta muốn có 2 con tàu để nhân đôi cơ hội đưa tin của ta đến lãnh chúa Howland Reed. Phu nhân Met và Galbad mỗi người sẽ chỉ huy 1 con tàu.
Cậu quay về phía hai người vừa được sướng tên. Hai người sẽ mang thư đến cho các lãnh chúa vẫn còn ở lại phương Bắc, nhưng tất cả lệnh trong thư đều là lệnh giả, đề phòng các ngươi không may bị bắt. Nếu bị bắt các ngươi phải nói rằng các ngươi đang đi về phía Bắc. Quay lại đảo Be, hoặc Frozen So. Cậu gõ ngón tay lên bản đồ. Pháo đài Mốt Cailin là vị trí then chốt. Lãnh chúa ba lần biết điều đó nên đã cử em trai Victorian tới đó với sức mạnh trái tim sắt đá của nhà Greyjoy. Dù có cãi cự về việc kế vị hay không thì bọn người đảo Iron cũng không ngu đến mức từ bỏ Mốt Cailin, phu nhân Mét nói. Không, Rob nhận định ta đoán Victorian sẽ cắt cử đội quân hùng mạnh nhất ở lại canh giữ. Tuy nhiên, hắn lấy đi người nào thì chúng ta sẽ bớt phải chiến đấu với kẻ đó. Và ta cực là hắn sẽ đưa rất nhiều thuyền trưởng đi theo. Những kẻ cầm đầu, hắn cần những kẻ đó lên tiếng giúp hắn ấy là nếu hắn muốn ngồi lên ngai đá biển. Thưa bệ hạ, người không thể tấn công bằng đường D được Galbraith Glover nói, lối vào quá hẹp. Không thể dàn trận, chưa ai từng chiếm được Mốt. Đó là do tấn công từ phía nam, Rob trả lời. Nhưng nếu chúng ta tấn công cùng lúc từ hướng Bắc và hướng Tây, đồng thời đánh bọn người đảo Iron từ phía sau trong khi chúng đang chắc mẩm ta sẽ tấn công bất ngờ từ trên đê, khi đó ta sẽ có cơ hội. Một khi ta hợp sức với lãnh chúa Bolton và nhà Frey, ta sẽ có hơn 12.000 quân. Ta định chia thành 3 trận và tấn công tuyến đường đê nửa ngày sau đó. Nếu nhà Greyjoy có tai mắt ở vùng nách chúng sẽ thấy tổng lực của chúng ta đang ồ ạt tràn vào Mốt Cailin. Bruce Bolton sẽ yểm trợ phía sau, ta chỉ huy ở trung tâm. Rithion, ngài sẽ dẫn đầu đội tiên phong chiến đấu với Mốt Cailin. Đòn tấn công phải thật quyết liệt để lũ người đảo Iron không có thời gian nghĩ xem liệu có ai đang đánh úp chúng từ phía bắc không. Rithion cười khoái trá, đội quân của người tốt nhất nên đến thật nhanh, nếu không người của thần sẽ leo lên tường thành và giành được Mốt trước khi người có mặt đấy. Thần sẽ coi đó là món quà tặng người trong khi người ung dung xuất hiện. Đó sẽ là món quà ta rất vui mừng đón nhận, Rob đáp. Edmer nhăn mặt, thưa bệ hạ, ngài nói sẽ tấn công bọn người đảo Iron từ phía sau, nhưng làm thế nào để đến phía bắc của chúng đây? Cậu à, có vài con đường xuyên qua nách mà không có trên bản đồ. Chỉ những người đầm lầy ẩn giật mới biết lối đi đó, những lối mòn hẹp giữa đám đầm lầy ẩm ướt xuyên qua bãi sậy mà chỉ có thuyền mới đi vào được. Cậu quay sang phía hai sứ giả, hãy nói với Howland Rick rằng ông ta phải cử người dẫn lối cho ta. Hai ngày sau khi ta bắt đầu trận chiến trên tuyến đê, gửi chiến trường trung tâm nơi có cờ trận của ta tung bay. Ba lãnh chúa sẽ rời khỏi song thành, nhưng chỉ có hai người đến Mốt Cailin. Chiến trận của ta sẽ bốc hơi ở Nách và xuất hiện trở lại ở Fever. Nếu chúng ta triển khai ngay sau đám cưới của cậu, tất cả chúng ta sẽ vào đúng vị trí của mình vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ đánh Mốt từ ba hướng vào ngày đầu tiên của thế kỷ mới, khi bọn người đảo Iron còn loạng quạng đi lại vì say rượu mật ong nốc cạn từ đêm trước. Thần thích kế hoạch này, Gridion nói, rất thích. Galbraith Glover xoa cằm, có vài rủi ro, nếu đám người đầm lầy ẩn giật khiến chúng ta thất vọng thì chúng ta sẽ không thể tệ hơn trước, nhưng ta tin ở họ. Cha ta biết rõ giá trị của Howland Reed. Rob cuộn tấm bản đồ lại, và chỉ khi đó cậu mới nhìn Caitlin. Mẹ! Bà căng thẳng, còn có giao việc gì cho mẹ trong kế hoạch này không? Nhiệm vụ của mẹ là phải giữ an toàn. Hành trình của chúng ta qua vùng Nách sẽ rất nguy hiểm và chiến trận đang đợi chúng ta ở phương Bắc. Nhưng lãnh chúa Malister đã tốt bụng đề nghị đảm bảo an toàn cho mẹ ở Sigurd cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Con biết mẹ sẽ thoải mái khi ở đó. Đây có phải là hình phạt vì mình phản đối nó về chuyện của Jon Snow không? Hay vì mình là phụ nữ, hay tệ hơn nữa, vì mình là mẹ? Phải mất một lúc bà mới nhận thấy tất cả mọi người đều đang quan sát mình. Họ đã biết trước, lẽ ra Caitlin không nên ngạc nhiên như vậy. Bà đã không giành được bằng hữu khi thả sát vương, và đã hơn một lần bà nghe Gridion nói rằng chiến trường không có chỗ cho phụ nữ. Có lẽ cơn giận đã bùng lên trên khuôn mặt bà, bởi Galbraith Glover đã lên tiếng trước khi bà nói. Thưa phu nhân, nhà vua rất sáng suốt, tốt nhất là phu nhân không nên đi với chúng thần. Thưa phu nhân Caitlin, Sigurd sẽ bừng sáng bởi sự xuất hiện của người, lãnh chúa Jason Malister nói. Ngài sẽ biến ta thành tù nhân, bà đáp. Người sẽ là một vị khách danh dự, lãnh chúa Jason chữa lời. Caitlin quay sang phía con trai. Ta không có ý làm mất lòng lãnh chúa Jason, bà kiên quyết nói, nhưng nếu ta không thể tiếp tục đi cùng ngài ta sẽ quay về Riverrun. Con đã để vợ con lại Riverrun. Con muốn mẹ ở nơi khác. Nếu mẹ cất tất cả báu vật cùng một nơi, mẹ sẽ chỉ giúp những kẻ ăn trộm hành động dễ dàng hơn.
Sau đám cưới, mẹ sẽ tới Sigurd, đó là mệnh lệnh. Rob đứng dậy, và cùng với sự mau lẹ của cậu, số phận của bà đã được sắp đặt. Cậu cầm một mảnh giấy ra lên. Thêm một việc nữa, chúng ta hy vọng lãnh chúa ba lần để lại cho thế hệ sau một cuộc hỗn loạn. Ta sẽ không như vậy. Nhưng ta chưa có con trai, các em trai Bran và Rickon của ta đã chết, còn em gái ta cưới một tên Lannister. Ta đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về người kế vị ta. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngài, với tư cách là những chư hầu đích thực và trung thành của ta, hãy ký tên văn tự này để làm chứng cho quyết định của ta. Một vị vua đích thực, Caitlin thầm nghĩ trong cảm giác thất bại. Bà chỉ mong cạm bẫy cậu lập ra để chiếm mốt Caitlin sẽ hiệu quả như cạm bẫy cậu răng để nhốt gọn bà. Chương 19, Samuel. Làng cây trắng, Sam nghĩ. Cầu xin đây là làng cây trắng. Cậu nhớ làng cây trắng. Làng cây trắng ở trên tấm bản đồ cậu đã vẽ trên đường về phương Bắc. Giá như đây đúng là làng cây trắng. Làm ơn, hãy cho đây là làng cây trắng. Cậu mong muốn ngôi làng đó đến nỗi trong chốc lát cậu quên cả đôi chân mình, quên cả cơn đau ở bắp chân và ở hông, cùng với những ngón tay tê cóng đã mất hết cảm giác. Thậm chí cậu quên cả lãnh chúa Mormont và tên Craster, đám xác sống và ngoại nhân. Làng cây trắng, Sam cầu nguyện tới bất cứ vị thần nào đang lắng nghe cậu. Nhưng tất cả làng mạc của dân du mục trông đều na ná nhau. Một cây đức khổng lồ mọc giữa ngôi làng này, nhưng một cái cây màu trắng không có nghĩa nó là cây trắng. Liệu cây đước trong làng cây trắng có to hơn cây này không? Có thể cậu nhớ nhầm. Khuôn mặt tạc trên thân cây xanh xám kia dài và buồn bã, nhựa cây như những giọt nước mắt đỏ chảy xuống từ đôi mắt. Hồi họ đến phương Bắc, liệu thân cây đó có như thế này không? Sam không thể nào nhớ ra được. Xung quanh cái cây là dãy lều một gian lập mái cỏ, một lối đi trải dài những khúc gỗ phủ rêu xanh, giếng nước bằng đá, chuồng cừu, nhưng không có cừu, cũng không một bóng người. Đám dân du mục đã gia nhập đoàn quân của Man Raider lên đỉnh Frostfang, họ mang theo tất tật của nả trừ mấy thuốc lều. Sam thấy biết ơn vì điều đó. Đêm tối đang đến và cậu sẽ có giấc ngủ ngon lành dưới mái lều. Cậu mệt lả, cứ như thể cậu đã đi bộ cả nửa cuộc đời. Đôi ủng của cậu rách thươm, những vết rộp ở bàn chân cậu vỡ ra rồi chai lại, nhưng bây giờ dưới những vết chai đó lại phồng căng lên, những ngón chân cậu đang bị bỏng lạnh. Nhưng Sam hiểu rằng hoặc là đi tiếp, hoặc là chết. Sau khi sinh Kili vẫn còn yếu và bây giờ lại phải bế đứa bé nên cô ta cần ngựa hơn cậu. Con ngựa thứ hai đã chết sau khi họ rời khỏi Craster 3 ngày. Bấy nhiêu thời gian cũng đã là một kỳ tích đối với con vật đói ăn đáng thương đó. Có lẽ sức nặng của Sam đã giết chết nó. Lẽ ra họ định cưỡi chung con ngựa còn lại, nhưng cậu sợ điều tương tự lại xảy ra. Tốt hơn mình nên đi bộ. Sam để Gilly nhóm lửa trong lối đi kia, còn cậu chúi đầu vào túp lều. Cô ấy giỏi việc đó hơn, còn cậu dường như chưa lần nào làm củi bén lửa, và lần cuối cùng cậu cố đánh viên đá lửa vào con dao, cậu đã bị đứt tay. Gilly buộc vết thương cho cậu vì tay cậu tê cứng và đau đớn, thậm chí còn khó chịu hơn lúc trước. Cậu biết mình phải rửa vết thương và thay băng mới, nhưng cậu sợ phải nhìn vết thương đó. Và cũng vì trời cóng đến nỗi cậu không muốn cởi găng tay ra chút nào. Sam không biết mình hy vọng tìm được gì trong những túp lều trống không đó. Biết đâu đám du mục ấy để lại ít thức ăn cũng nên. Cậu phải ngó qua xem sao. Trên đường về phương Bắc, John cũng tìm kiếm trong mấy túp lều của dân du mục. Sam nghe tiếng chuột sột soạt trong góc một túp lều, ngoài ra chẳng thấy gì khác ngoài đống rơm cũ, mùi hôi thối và vài đống tro tàn dưới ống khói. Cậu quay lại chỗ cây đước và xem xét nét mặt khác trên thân cây. Không phải khuôn mặt mình đã thấy, cậu thú nhận với bản thân. Cái cây này chỉ to bằng nửa thân cây ở làng cây trắng mà thôi. Đôi mắt rơi lệ đỏ như máu, nhưng cậu cũng không nhớ nữa. Hết sức vụng về, cậu quỳ xuống. Lạy các cựu thần, xin hãy nghe lời cầu xin của con. Cha con tôn thờ thất diện thần, nhưng con đã thề nguyện với các ngài kể từ ngày con gia nhập đội tuần đêm. Xin hãy cứu chúng con sợ mình bị lạc đường. Chúng con vừa đói vừa lạnh, con không biết bây giờ con tin vào vị thần nào nữa, nhưng, làm ơn, nếu ngài có ở đó, xin hãy cứu chúng con. Gilly còn có một đứa con nhỏ. Cậu chỉ có thể nói chừng đó. Bóng tối đã sẫm dần, những tán lá trên cây đức kêu xào xạc nhẹ nhẹ, rung rinh như hàng ngàn bàn tay đỏ đẫm máu. Cậu không biết liệu những vị thần của John có nghe thấy lời cầu xin của cậu không? Khi quay trở lại sảnh, Gilly đã nhóm lửa xong. Cô ngồi sát bên bếp lửa, vạch áo lông thú ra cho đứa bé bú.
Thằng bé cũng đói như chúng ta vậy, Sam nghĩ. Những người vợ lớn tuổi hơn của Craster đã lén mang đồ ăn cho họ, nhưng họ ăn gần hết số thực phẩm đó rồi. Còn Sam lại là một thợ săn vô dụng, ngay cả ở đồi Hon, nơi có rất nhiều bẫy và có cả chó săn và thợ săn trợ giúp nhưng cậu cũng không săn bắn được gì, huống hồ ở đây, trong cánh rừng hoang vu vô tận này, cơ may để cậu bắt được thứ gì đó là quá xa vời. Nỗ lực câu cá ở những dòng suối sắp đóng băng hay ao hồ đều thất bại thảm hại. Còn xa chừng nào nữa hả Sam? Gilly hỏi, vẫn còn xa lắm à? Không xa lắm, không xa như trước nữa. Sam tháo ba lô đựng đồ ra, vụng về ngồi xuống nền nhà và cố gắng khoanh chân lại. Lưng cậu đau ghê gớm do đi bộ quá lâu, đến nỗi cậu chỉ muốn được dựa lưng vào một trong những cây cột gỗ chạm trổ chống nóc lều, nhưng đống lửa lại ở giữa nhà mà cậu thì cần hơi ấm hơn là sự thoải mái. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi thôi. Sam có mang theo bản đồ nhưng nếu đây không phải là làng cây trắng thì có bản đồ cũng vô ích. Cậu băn khoăn không hiểu có phải mình đã đi quá xa về hướng đông xung quanh hồ hay đã đi quá về hướng tây khi cậu cố gắng quay trở lại hai lần. Cậu bắt đầu thấy ghét hồ và sông suối. Phía trên không có đò hay cầu, điều đó có nghĩa phải đi vòng quanh mấy cái hồ để tìm chỗ lội qua được. Đi theo đường mòn bao giờ cũng dễ hơn vướng vào bụi rậm, đi vòng quanh đỉnh núi còn hơn là trèo qua nó. Nếu Bannon hay Dywen ở đây thì chúng ta đã đang ở Hắc Thành, được sưởi ấm trong những căn phòng tiện nghi rồi. Bannon đã chết còn Dywen đi theo Grant, Ed Ussel và những người khác. Đường thành dài 300 dặm và cao gần 200 mét, Sam tự nhắc mình. Nếu tiếp tục đi về phía nam, sớm muộn họ cũng sẽ thấy tường thành. Mà cậu chắc chắn họ đang đi về phía nam. Ban ngày đi theo hướng mặt trời, và vào những đêm sáng trăng, họ đi theo hướng ngôi sao rồng băng mặc dù họ ít đi vào ban đêm từ lúc con ngựa thứ hai chết. Ngay cả khi mặt trăng tròn đầy, đường đi dưới rừng cây vẫn quá tối, dễ dàng khiến Sam và cả con ngựa gãy chân. Chúng ta phải đi về hướng nam, chắc chắn phải như vậy. Nhưng cậu không biết chắc mình đã đi trịch về phía tây hay phía đông bao xa. Họ sẽ đến được tường thành, đúng, chỉ một ngày hay nửa tháng nữa thôi, không thể lâu hơn thế, nhưng cổng thành ở đâu? Họ phải tìm thấy cổng Hắc Thành, đó là lối đi độc đạo xuyên qua tường thành dày 100 dặm. Tường thành có lớn như Craster vẫn nói không? Gilly hỏi, lớn hơn chứ? Sam cố nói giọng vui vẻ. Đến mức cô không thể nhìn thấy những tòa lâu đài ẩn đằng sau tường thành đâu. Nhưng chúng ở đó đấy, rồi cô sẽ thấy. Tường thành toàn là băng tuyết nhưng các lâu đài được làm bằng đá và gỗ. Có những tháp cao, mái vòm lớn và đại sảnh khổng lồ với ngọn lửa cháy bập bùng cả ngày lẫn đêm trong lò sưởi. Trong đó nóng lắm Gilly ạ, cô sẽ không tin nổi đâu. Tôi đứng cạnh lò sưởi được không? Tôi và đứa bé ấy. Mẹ con tôi không đứng lâu đâu, chỉ đến khi mẹ con tôi ấm người lên thôi. Cô đứng đó bao lâu cũng được, cô cũng sẽ được ăn uống nữa. Rượu hâm nóng và một tô thịt nai hầm hành, rồi bánh mì vừa ra lò của Hop nóng hổi đến nỗi các ngón tay cô sẽ bỏng mất. Sam rút găng hơ tay trước đống lửa và ngay lập tức cậu hối tiếc vì việc đó. Các ngón tay cậu bị tê cóng vì lạnh, nhưng khi ngón tay có cảm giác trở lại thì đau đến nỗi cậu suýt bật khóc. Thỉnh thoảng mấy anh em cũng ngân nga ca hát cậu kể để quên đi cơn đau. Darion hát hay nhất, nhưng họ đã phái nó đến trạm đông rồi. Nhưng vẫn còn có Holder và cóc nữa. Tên thật của nó là Toder, nhưng nó trông như một con cóc nên chúng tôi gọi nó như vậy. Nó thích hát nhưng giọng hát của nó thì rất tệ. Thế anh có hát không? Gilly chỉnh lại tấm lông thú khi cô đổi bên cho đứa bé bú bầu sữa bên kia. Sam đỏ mặt, tôi cũng biết mấy bài. Khi còn nhỏ tôi rất thích hát, tôi cũng thích nhảy, nhưng cha tôi không thích như vậy. Cha nói nếu muốn nhảy tôi phải ra ngoài sân, vừa nhảy tay vừa cầm kiếm mới được. Anh có thể hát vài bài hát phương Nam để du đứa nhỏ không? Cũng được, Sam nghĩ một lát, có một bài hát ngài tư tế hay hát cho tôi và các chị gái nghe hồi nhỏ để du bọn tôi ngủ. Đó là bài ca của Thất Diện Thần. Cậu hắng giọng và khẽ hát, nét mặt đức cha nghiêm nghị và mạnh mẽ. Người ngồi để phán xét đúng sai. Người đo đếm cuộc sống này, ngắn hay dài. Và yêu thương con cái. Đức mẹ cho ta món quà cuộc sống. Và trông nom những người vợ. Nụ cười thánh thiện xoa dịu mọi xung đột, và yêu thương con cái. Thần chiến binh đứng trước kẻ thù, bảo vệ chúng ta trên mọi ngả, với kiếm và khiên, giáo và cung, người bảo vệ lũ trẻ, bà già thông thái, người nhìn ra số phận của chúng ta đang trải ra trước mắt. Thần thắp sáng ngọn đèn vàng, soi đường chỉ lối cho con trẻ, thần thợ rèn làm việc ngày đêm, để thế giới của đàn ông trở nên chân chính, người làm ra cái búa quốc cày.
và ánh lửa sáng cho trẻ con. Thần trinh nữ nhảy múa trên trời cao, người sống trong niềm khát khao của những ai đang yêu. Nụ cười của người dạy cho đàn chim biết bay, đưa những bé con vào giấc mộng. Bảy vị thần đã làm nên tất cả, luôn lắng nghe mỗi lần ta gọi. Nào hãy nhắm mắt lại, con sẽ không vấp ngã. Họ đang dõi theo con, hỡi các bé yêu. Nào hãy nhắm mắt lại, con sẽ không vấp ngã. Họ đang dõi theo con, hỡi các bé yêu. Sam nhớ lần cuối cùng cậu hát bài này với mẹ để ru bé đích cần ngủ. Cha cậu nghe thấy liền tức giận xông vào. Ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa đâu đấy, lãnh chúa Randall nói giọng cay nghiệt với mẹ cậu. Bà đã làm hỏng một thằng con trai bằng mấy bài hát đó, bà định làm thế với đứa bé này nữa phải không? Sau đó ông nhìn Sam rồi bảo, nếu ngươi muốn hát ra chỗ các chị gái ngươi mà hát. Ta không muốn ngươi đến gần con trai ta. Con của Gilly đã ngủ. Nó là một sinh linh bé nhỏ và tĩnh lặng đến mức Sam lo ngại cho nó. Cậu bé thậm chí còn không có một cái tên. Cậu đã hỏi Gilly về việc đó nhưng cô gái nói đặt tên cho đứa trẻ trước 2 tuổi sẽ là một điều xui xẻo. Rất nhiều đứa trẻ đã chết. Cô gái nhét bầu vú vào bên trong tấm lông thú. Hay quá, anh hát rất hay. Cô phải nghe Darion hát. Giọng nó ngọt như rượu mật ong vậy. Chúng tôi đã uống thứ rượu mật ngọt nhất vào ngày Craster biến tôi thành vợ. Đó là vào mùa hè, không lạnh chút nào. Gilly nhìn cậu thắc mắc, anh mới hát về 6 vị thần phải không? Craster luôn nói với chúng tôi rằng những người phương Nam như anh có 7 vị thần mà. 7 cậu công nhận, nhưng không ai hát về kẻ lạ mặt cả. Khuôn mặt của vị thần này mang hình hài của cái chết. Ngay cả việc nhắc đến vị thần này cũng khiến Sam khó chịu. Ta nên ăn cái gì đó. 1-2 miếng thôi cũng được. Họ chẳng còn lại gì ngoài mấy cái xúc xích đen rắn như cùi. Sam cắt cho mỗi người vài miếng mỏng. Phải dùng lực để cắt khiến cổ tay cậu đau đớn nhưng cậu đói đến mức đủ sức gan lì chịu đựng cơn đau ấy. Nếu nhai một lúc mấy miếng xúc xích sẽ mềm ra và ăn cũng khá ngon. Những người vợ của Craster trộn xúc xích với tỏi. Ăn xong, Sam ra ngoài đi tiểu và ngó chừng con ngựa. Cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc thổi đến khiến lá cây kêu lạo xạo khi cậu ngang qua. Cậu phải đập vỡ lớp băng trên mặt suối để ngựa có chỗ uống nước. Tốt hơn mình nên đưa ngựa vào trong nhà. Cậu không muốn sớm mai khi thức dậy lại thấy con ngựa chết cóng. Nhưng dù ngựa có chết, Gilly sẽ vẫn tiếp tục đi. Cô gái rất dũng cảm chứ không giống cậu. Giá như cậu biết phải làm gì với cô một khi về đến Hắc Thành. Cô cứ nói đi nói lại rằng sẽ làm vợ cậu nếu cậu muốn. Nhưng những người anh em của đội tuần đêm không cưới vợ. Hơn nữa, cậu là người nhà Tali vùng đồi hon, tức là cậu không bao giờ có thể cưới một đứa con gái du mục. Mình sẽ phải nghĩ về việc này. Miễn là sống sót về được đến tường thành, những chuyện còn lại không thành vấn đề. Dẫn con ngựa đi dọc lối đi khá đơn giản. Ngược lại, đưa nó chui qua cửa ra vào không hề dễ nhưng Sam đã quyết tâm. Gilly đang lơ mơ ngủ khi cậu cho con ngựa vào được bên trong lều. Cậu buộc con ngựa vào một góc, cho thêm ít củi tươi vào đống lửa, cởi chiếc áo choàng nặng trịch ra rồi nhẹ nhàng luồn xuống dưới lớp lông thú, nằm bên cạnh cô gái du mục. Chiếc áo choàng của cậu đủ rộng để đắp và giữ ấm cơ thể cho cả ba. Gilly ám mùi sữa quyện với tỏi và mùi ẩm mốc của tấm lông thú cũ nhưng giờ cậu đã quen với mùi đó. Sam thấy mùi đó rất thơm. Cậu thích nằm ngủ bên cạnh cô, khiến cậu nhớ lại quãng thời gian từ rất lâu rồi, khi Sam còn ngủ chung giường với 2 chị gái ở đồi hon. Nhưng khi lãnh chúa Randall quả quyết rằng việc ngủ chung giường với các chị sẽ khiến cậu mềm yếu như con gái, cậu phải ra ngủ riêng. Nhưng ngủ một mình trong phòng riêng chưa bao giờ khiến cậu mạnh mẽ hơn và dũng cảm hơn. Cậu tự hỏi không biết cha sẽ nói gì khi nhìn thấy cậu lúc này. Cậu hình dung mình sẽ nói với cha rằng, thưa cha, con đã giết một tên ngoại nhân. Con đã đâm hắn bằng con dao đá vỏ chai, và các anh em trong đội gọi con là Sam sát nhân. Nhưng ngay cả trong tưởng tượng, lãnh chúa Randall chỉ quắc mắt ngờ vực. Đêm đó giấc mơ của cậu mới thật lạ lùng. Cậu quay trở lại đồi hon, về đến lâu đài nhưng cha cậu không có ở đó. Bây giờ đó là lâu đài của Sam. John Snow cũng ở đó với cậu. Có cả lãnh chúa Mormon gấu già Grand, Ed Ussel, Pip và Cóc cùng tất cả những người anh em trong đội tuần đêm, nhưng họ mặc áo choàng trắng thay vì mặc áo đen. Sam ngồi trên bàn cao thiết đãi tất cả mọi người, cậu dùng thanh kiếm tai ương vĩ đại của cha cắt thịt nướng. Tiệc có cả bánh ngọt, rượu mật ong, ca hát và nhảy múa, ai ai cũng đều thấy ấm áp. Cậu về phòng khi bữa tiệc kết thúc, nhưng không về phòng ngủ của cha mẹ cậu, thay vào đó cậu về căn phòng nơi cậu từng ngủ chung với 2 chị gái. Chỉ có điều chỗ của 2 chị gái nó giờ là Gilly đang chờ đợi trên chiếc giường êm ái to lớn,
không mặc gì ngoài tấm lông thú thùng thình và hai bầu vú đang rỉ sữa. Cậu bất chợt thức giấc trong cái lạnh và nỗi khiếp sợ. Lửa đã lụi, chỉ còn lại than hồng cháy âm ỉ giữa đống tro tàn. Không khí dường như đóng băng, lạnh vô cùng. Trong góc nhà, con ngựa đang hí vang và hai chân sau của nó đang đá những khúc gỗ. Gilly ngồi bên đống lửa ôm chặt đứa bé vào lòng. Sam loạng choạng đứng dậy, hơi thở hổn hển yếu ớt từ cái miệng há to. Lối đi dài chìm trong màn đêm với những cái bóng mỗi lúc một đen hơn. Lông tay cậu dựng đứng lên. Không có gì hết, cậu tự nhủ. Chỉ là mình đang lạnh thôi. Thế rồi, ngay chỗ cửa ra vào, một trong những cái bóng chuyển động. Một cái bóng to lớn. Đây vẫn là mơ thôi, Sam cầu nguyện. Ôi, xin hãy cho con vẫn đang ngủ, xin hãy cho đây là cơn ác mộng thôi. Nó chết rồi, mình đã nhìn thấy nó chết. Nó đến vì đứa bé, Gilly khóc. Nó đánh hơi thấy thằng bé, trẻ sơ sinh tỏa ra mùi của sự sống. Nó đến đây vì sự sống. Bóng đen to lớn cúi xuống để chui qua rầm cửa, đi vào trong sảnh, lê người về phía chúng. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, cái bóng hiện ra là Pôn nhỏ. Cút đi, Sam thốt lên. Chúng tao không muốn mày ở đây. Hai tay của Pôn đen như than đá, khuôn mặt trắng như sữa, đôi mắt lóe lên màu xanh lạnh giá. Lớp băng tuyết phủ trắng bộ râu của nó, và trên vai nó, một con quạ đang cúi xuống rỉa những mảng thịt trắng trên má nó. Sam xón tiểu ra quần, cậu cảm nhận được hơi ấm đang chảy xuống dưới chân mình. Gilly, giữ yên con ngựa và đưa nó ra ngoài. Cô phải làm ngay đi. Còn anh, cô lên tiếng. Tôi có dao đây, một con dao găm làm bằng đá vỏ chai. Cậu vừa lần tìm con dao vừa đứng lên. Cậu đã đưa con dao đầu tiên cho Grant, nhưng may mắn thay cậu vẫn kịp nhớ lấy con dao của lãnh chúa Mormon trước khi rời khỏi nhà của Craster. Cậu nắm chặt lấy con dao, di chuyển ra xa đống lửa, cách xa Gilly và đứa bé. Ôn à, cậu cố lấy giọng dũng cảm hết sức có thể nhưng tiếng phát ra lại lạc đi. Ôn nhỏ, mày biết tao không? Tao là Sam, Sam bèo ú, Sam sợ chết, mày đã cứu mạng tao ở trong rừng. Mày vác tao đi khi tao không thể bước tiếp. Chưa từng có ai vác tao như vậy, trừ mày. Sam lùi ra xa, tay nắm chặt con dao, sụt sịt. Mình đúng là thằng hèn. Ôn ơi, đừng hại chúng tao. Làm ơn đừng hại chúng tao. Tại sao mày lại muốn hại chúng tao chứ? Gilly bò lùi lại phía sau băng qua nền nhà bẩn thỉu. Tên xác sống quay đầu lại nhìn cô gái nhưng Sam hét lên không. Và nó ngoái lại, con quả trên vai nó rìa thịt từ một bên má nhợt nhạt đang phân hủy. Sam dúi con dao về phía trước, thở mạnh như lò bể thợ rèn. Gilly đã đến được chỗ con ngựa. Sam cầu xin các vị thần hãy cho cậu sức mạnh. Một lần thôi, xin hãy giúp đỡ con. Đủ lâu để cô ấy có thể thoát ra ngoài. Ôn nhỏ tiến về phía cậu. Sam lùi dần cho đến khi lưng chạm vào bức tường gỗ thô ráp. Cậu dùng cả hai tay để cầm con dao chặt hơn. Dường như tên xác sống không hề sợ con dao đá vỏ chai kia. Có lẽ nó không biết đó là cái gì. Nó di chuyển chậm chạp, nhưng chính Ôn nhỏ khi còn sống cũng không hề nhanh nhẹn. Sau lưng con thú, Gilly đang thì thầm để trấn tĩnh con ngựa và cô kéo nó ra phía cửa. Nhưng có lẽ con ngựa đã ngấm luồng hơi lạnh tỏa ra từ tên xác sống và bỗng trở nên bất kham, cứ lùi lại, giơ bộ móng vung chới với vào không khí. Ôn quay nhanh về phía phát ra tiếng động và dường như mất hết hứng thú với Sam. Không còn thời gian để nghĩ cầu nguyện hay lo sợ nữa. Samuel Tali phi người ra trước và thọc con dao găm vào lưng Ôn nhỏ. Vì đang trong tư thế nghiêng người nên tên xác sống không nhận thấy Sam đang lao đến. Con quạ rít lên và bay lên không. Mày chết đi, Sam thét lên khi đâm dao vào người xác sống. Mày chết đi, Sam vừa gào thét vừa đâm liên tiếp, tạo ra những vết rách rộng trên chiếc áo choàng nặng nề của Paul. Các mảnh đá vỏ chai văng tung tóe khi lưỡi dao vỡ vụn bởi chiếc áo giáp lưới dưới lớp áo len. Sam rên rỉ, phả ra một lớp sương mù trắng trong không khí đen tối. Cậu buông cán dao vô tích sự xuống và hấp tấp lùi lại khi Paul nhỏ quay người về phía cậu. Trước khi cậu kịp lấy ra con dao bằng thép mà người anh em nào cũng mang theo thì đôi tay đen ngòm của tên xác sống đã bóp chặt lấy cổ của cậu. Những ngón tay của Pôn lạnh đến mức cậu thấy bỏng rát. Chúng ấn sâu vào phần thịt mềm ở cổ họng Sam. Chạy đi Gilly, cậu muốn thét lên nhưng chỉ phát ra những âm thanh tắc nghẹn. Những ngón tay lóng ngóng vụng về cuối cùng cũng tìm thấy con dao, nhưng khi cắm phập vào bụng tên xác sống, mũi dao bị mắc kẹt trong chuỗi xích sắt, lưỡi dao xoay tròn tuột khỏi tay Sam. Các ngón tay của Pôn nhỏ siết chặt hơn và bắt đầu vặn. Nó sắp bẻ gãy cổ mình, Sam tuyệt vọng nghĩ. Cậu cảm thấy cổ họng đông cứng lại, phổi như bốc cháy.
Cậu đấm mạnh rồi giật cổ tay của nó ra nhưng vô ích. Cậu đá xoạc hai chân nó, nhưng vẫn vô ích. Thế giới như co lại thành hai ngôi sao xanh, một cơn đau chí mạng và luồng hơi lạnh khủng khiếp đến nỗi nước mắt như đóng băng trên đôi mắt cậu. Sam quằn quại kéo giật trong tuyệt vọng, và rồi nó lảo đảo xô về phía trước. Ôn nhỏ to béo và rất khỏe nhưng Sam vẫn nặng cân hơn nó, đám xác sống thường rất lóng ngóng, cậu đã thấy điều đó trên đỉnh nắm đấm. Sự di chuyển bất ngờ khiến Pôn loạng choạng lùi lại một bước, rồi người sống và kẻ chết cùng nhau ngã sầm xuống đất. Cú va chạm đánh bật một bàn tay xác sống ra khỏi cổ họng Sam, cho cậu cơ hội được hít thở thật nhanh trước khi những ngón tay băng giá quay trở lại. Cậu thấy vị máu tanh trong miệng, Sam ngoái cổ tìm kiếm con dao, rồi bỗng nhìn thấy ánh sáng màu cam lờ mờ trước mắt. Lửa, chỉ còn than hồng lẫn trong đống cho tàn, nhưng vẫn là lửa, cậu không thể hít thở hay suy nghĩ gì được. Sam vặn người sang bên, kéo Pôn theo mình, cánh tay cậu quật xuống nền đất bẩn thỉu, quờ quạng, chới với, làm cho bụi bay tứ tung, cho đến khi bàn tay cậu cảm thấy thứ gì đó nong nóng, một khúc than hoa, lửa cháy âm ỉ đỏ trong đống cho đen, ngón tay của cậu nắm chặt cục than và đập mạnh vào miệng của Pôn, mạnh đến nỗi cậu cảm thấy răng xác sống vỡ vụn. Mặc dù vậy, bàn tay ghì siết của tên xác sống không hề nới lỏng. Những ý nghĩ cuối cùng của cậu trôi về người mẹ đã yêu thương cậu và người cha luôn thất vọng vì cậu. Lối đi dài quay mòng mòng trước mắt khi cậu nhìn thấy một làn khói bay lên giữa mấy cái răng gãy của Pôn. Và khuôn mặt của xác chết bốc cháy, đôi bàn tay biến mất. Sam hít thở và yếu ớt lăn ra xa. Xác sống đang cháy, lớp tuyết phủ trên bộ râu nó chảy xuống để lộ ra lớp thịt phía dưới bị cháy đen. Sam nghe tiếng con quả kêu rít lên nhưng Pôn không phát ra âm thanh nào. Khi hắn há miệng, chỉ có ngọn lửa phun ra. Và đôi mắt hắn đã biến mất, ánh mắt xanh lạnh đã biến mất. Cậu bò ra cửa, không khí lạnh đến nỗi hít vào cũng thấy đau nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào. Cậu thò đầu ra khỏi lối đi. Gilly, cậu gọi to. Gilly, tôi giết nó rồi. Gil, cô bé đứng dựa lưng vào thân cây đước, hai tay ôm ghì lấy đứa bé. Đám xác sống bùa vây quanh hai mẹ con. Có đến một tá, hai chục nhiều lắm, có kẻ vốn là dân du mục vẫn khoác trên mình bộ lông thú và da người, và rất nhiều trong số đó từng là anh em của Sam. Sam nhìn thấy gã lác vùng Sisterman, gã hồn ma Gray. Cái bướu trên cổ chết màu đen, một lớp tuyết mỏng phủ trên những nốt u nhọt của hắn. Và xác sống kia trông giống hết lắm, mặc dù cũng khó biết chắc chắn vì nó chỉ còn nửa đầu. Chúng đã phanh thây con ngựa tội nghiệp đang moi ruột gan nó ra với những bàn tay đẫm máu. Một luồng hơi nhợt nhạt bay lên từ bụng con vật, Sam thút thít, thật không công bằng, công bằng, con quạ đậu trên vai nó, công bằng, xa, sợ, nó vỗ cánh và rít lên cùng với tiếng thét của Gilly. Đám xác sống đang tiến sát về phía cô, cậu nghe tiếng lá cây màu đỏ thẫm của cây mao lương đang rì rầm, thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu nổi. Ánh sao dường như chuyển động, xung quanh chúng hàng cây cũng đang rên rỉ cót két. Mặt mũi Sam Tali tái nhợt thành màu sữa đông đặc và đôi mắt trợn trừng. Quả, chúng ở trên cây đước hàng trăm, hàng ngàn con đang đậu trên những nhánh cây xương trắng ló ra giữa những tán lá. Cậu nhìn thấy đàn quạ rít lên, xải rộng những đôi cánh đen, rồi từng bầy giận dữ xà xuống đám xác sống. Chúng bâu xung quanh mặt chết mổ lia lịa vào đôi mắt xanh của hắn, rồi bu quanh gã người Sister, và rỉa những mảng thịt lớn từ cái đầu vỡ nát của hết. Bầy quạ đông đến nỗi Sam ngẩng lên nhưng không thấy ánh trăng đâu nữa. Đi con quạ đậu trên vai hắn nói, đi, đi, đi. Sam chạy, luồng hơi lạnh giá phả ra từ miệng cậu. Xung quanh cậu, đám xác sống đang đập vào những đôi cánh đen và những cái mỏ sắc đang lao vào chúng, và đám xác sống không hề kêu rít hay la hét. Đàn quạ bỏ qua Sam, cậu nắm tay Gilly kéo cô bé ra khỏi cây đước. Chúng ta phải đi thôi, nhưng đi đâu? Gilly chạy theo cậu tay vẫn bế chặt đứa con. Chúng đã giết chết ngựa của chúng ta, làm sao ta có thể? Người anh em, tiếng gọi sắc lẹm trong đêm, vang lên giữa tiếng rít của hàng ngàn con quạ. Dưới rừng cây, một người đàn ông quấn chặt từ đầu đến chân bằng tấm vải đen xám đang cưỡi trên một con nai sừng tấm. Lại đây, người đó gọi. Chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt người đó. Người đó mặc đồ đen. Sam đẩy Gilly về phía ông ta. Con nai sừng tấm thật lớn, một con nai khổng lồ từ vai xuống đã cao hơn 2 mét, với bộ khung gạc rộng lớn. Con vật quỳ xuống để chúng trèo lên. Lên nào, người ngồi trên nói rồi với xuống bằng bàn tay đeo găng để kéo Gilly lên ngồi đằng sau ông ta. Sau đó đến lượt Sam. Xin đa tạ cậu hồn hển nói. Nhưng chỉ đến khi nắm bàn tay đó cậu mới nhận ra rằng người đàn ông kia không hề đeo găng.
bàn tay đó đen sì và lạnh giá, với những ngón tay cứng như đá. Chương 20 Aria. Lên đến đỉnh núi và nhìn thấy con sông, Sander Clegane ghìm cương ngựa và chỉ thề. Cơn mưa trút xuống từ bầu trời đen kịt, hung dữ đang chém rào rào như hàng ngàn thanh kiếm xuống dòng nước xanh đục. Dòng sông phải rộng đến cả dặm, Aria nghĩ bụng. Hàng trăm ngọn cây vươn lên khỏi dòng nước xoáy, cành cây dơ lên chới với như những cánh tay của người đang chìm. Những thảm lá rầy ướt sũng nước nghẽn lại ven bờ, xa xa phía con kênh cô thoáng thấy thứ gì đó xám ngoét và trương phồng lên, có lẽ là một con hươu hoặc con ngựa chết đang trôi lềnh phềnh xuôi dòng. Có cả âm thanh gì đó, tiếng kêu ùm ục khe khẽ vừa đủ nghe thấy, giống như tiếng chó gầm gừ trước lúc sủa vang. Aria vặn vẹo trên yên ngựa và cảm thấy sợi xích của chó săn đang đâm vào lưng. Hai cánh tay hắn ghì chặt cô, hắn đeo một chiếc vòng bằng thép bảo vệ vết thương trên bàn tay trái bị bỏng, nhưng cô đã thấy hắn thay băng, phần thịt của vết thương vẫn trầy trụa và rỉ máu. Không biết vết bỏng có đau đớn không nhưng Sander Clegane không hề biểu hiện gì. Đây có phải xoáy nước đen không? Họ đã cưỡi ngựa một quãng đường dài trong mưa và đêm tối, xuyên qua những khu rừng không có đường mòn và những ngôi làng không tên tuổi nên Aria không còn định hướng được mình đang ở đâu. Đó là con sông chúng ta cần phải vượt qua, ngươi chỉ cần biết thế thôi. Thỉnh thoảng Clegane cũng trả lời cô, nhưng hắn đã cảnh cáo cô không nên phản ứng thái quá. Ngay ngày đầu tiên hắn đã đưa ra rất nhiều lời cảnh cáo như thế. Lần tới ngươi đánh ta, ta sẽ chói tay ngươi ra sau lưng, hắn nói. Nếu ngươi tìm cách bỏ trốn, ta sẽ chói hai chân ngươi. Còn la hét hay cắn ta lần nữa ta sẽ bịt miệng ngươi lại. Hoặc chúng ta cưỡi ngựa chung hoặc ta sẽ vắt ngươi ngang lưng ngựa rồi buộc lại như một con lợn đang bị đem đi xẻ thịt đấy. Ngươi chọn đi, cô chọn cưỡi ngựa chung với hắn nhưng lần đầu tiên hạ trại, đợi đến khi cô tưởng hắn đã ngủ say cô tìm một cục đá to và nhọn để đập mạnh vào cái đầu xấu xí của hắn. Phải lặng lẽ như một cái bóng, cô tự nhủ và bò về phía hắn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ lặng lẽ. Hóa ra chó săn không hề ngủ, hoặc hắn đã tỉnh giấc. Dù gì thì đôi mắt hắn cũng mở to, miệng co rúm lại và hắn ném hòn đá ra xa như thể cô chỉ là một đứa con nít. Cô chỉ có thể đá hắn. Ta tha cho ngươi lần này, hắn nói và ném mạnh hòn đá vào bụi rậm, nhưng nếu ngươi tiếp tục ngu ngốc lần nữa ta sẽ đánh ngươi một trận. Tại sao ngươi không giết ta như ngươi đã giết Mitra? Aria thét lên, cô vẫn tỏ ra thách thức tức giận hơn là sợ hãi. Hắn đáp lại bằng cách túm áo chẽn của cô và kéo mạnh cô vào sát khuôn mặt bị bỏng của hắn. Nếu ngươi nhắc lại cái tên đó một lần nữa, ta sẽ đánh ngươi đau đớn đến nỗi ngươi sẽ ước gì ta hãy giết ngươi đi. Sau lần đó, mỗi khi đi ngủ, hắn đều cuộn cô trong chiếc chăn dành cho ngựa và buộc dây từ đầu đến chân, khiến cô trông như đứa trẻ bị quấn chặt trong đống tã lót. Chắc chắn đó là xoáy nước đen, Aria quả quyết khi nhìn những làn mưa tạt xuống mặt sông. Chó săn là con chó của Joffrey, hắn đang đưa mình về tháp đỏ để nộp cho Joffrey và Thái Hậu. Ước gì mặt trời ló dạng để cô có thể định hướng được mình đang đi đâu. Càng nhìn vào đám rêu bám trên thân cây cô càng thấy rối rắm. Ở vương đô, xoáy nước đen không rộng như thế này, nhưng đó chỉ là trước cơn mưa thôi. Các bãi nông đều đã biến mất, Sander Clegane nói, và ta cũng sẽ không cố bơi qua đó đâu. Vậy chẳng có cách nào để qua sông, cô thầm nghĩ. Lãnh chúa Beric chắc chắn sẽ đuổi kịp. Clegane thúc mạnh con ngựa đen chạy vòng đến 3 lần để thoát khỏi sự truy đuổi, thậm chí có lần còn phi ngựa đến nửa dặm giữa dòng sông nước đang dâng cao, nhưng mỗi lần vòng ngựa lại, Aria vẫn mong nhìn thấy đám người sống ngoài vòng pháp luật. Cô đã cố gắng giúp họ bằng cách khắc tên lên thân cây khi chui vào bụi cây để tiểu, nhưng đến lần thứ tư thì cô bị hắn phát hiện, và việc đó buộc phải kết thúc. Không sao đâu, Aria tự nhủ, Thoros sẽ tìm ra mình bằng ngọn lửa của ông ấy. Chỉ là ông ấy chưa đến thôi. Chưa nhưng một khi họ băng qua con sông kia rồi thì... Haraway không xa đây lắm, chó săn nói, ở đó lãnh chúa rút nhốt con ngựa hai đầu biết bơi dưới nước của cựu vương Andaha. Chúng ta có thể phi ngựa qua sông. Aria chưa bao giờ nghe nói về cựu vương Andaha. Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa hai đầu, lại còn biết bơi dưới nước nữa nhưng cô biết rằng không nên hỏi thì tốt hơn. Cô giữ im lặng và ngồi thẳng lưng khi chó săn quay ngựa phi nước đại men theo đường núi ngoằn ngoèo, xuôi theo hạ lưu con sông. Ít nhất thì với hướng đi này nước mưa sẽ chỉ hắt vào lưng họ mà thôi. Hai mắt cô đã bị nước mưa làm cho cay xè và nước mắt chảy xuống má như thể đang khóc. Sói không bao giờ khóc, cô tự nhủ. Mới về chiều nhưng trời đã nhá nhem tối.
họ đã không nhìn thấy mặt trời nhiều ngày đến mức cô không đếm nổi. Aria ướt như chuột, mình mẩy ê ẩm, sổ mũi và đau nhức. Cô cũng bị sốt và cảm thấy vài cơn rùng mình ớn lạnh, nhưng khi cô nói với chó săn rằng mình đang ốm, hắn chỉ cào nhào. Hắn nói, lau mũi đi rồi ngậm miệng lại. Hắn ngủ trên lưng ngựa nửa quãng thời gian họ đi, để mặc cho con ngựa tự men theo lối đi của người dân hoặc những con đường mòn. Con ngựa đua lớn gần bằng ngựa chiến nhưng chạy nhanh hơn nhiều. Chó săn gọi nó là kẻ lạ mặt. Đã có lần Aria định trộm con ngựa trong lúc Clegane đang đi tiểu, và cô nghĩ mình sẽ chạy thoát trước khi bị hắn tóm lại. Nhưng kẻ lạ mặt suýt nữa ngoạm mất mặt cô. Với ông chủ, con ngựa hiền lành như một con ngựa thiến già, và nó thể hiện bản tính nóng nảy khi đối mặt với những người khác. Cô chưa bao giờ gặp con ngựa nào biết cắn và đá nhanh đến thế. Họ cưỡi ngựa dọc bờ sông suốt nhiều giờ, lội qua hai nhánh sông đục ngầu trước khi đến nơi mà Sander Clegane đã nhắc đến. Làng của lãnh chúa Haraway, hắn nói, và khi nhìn thấy rõ ngôi làng, hắn rủa, khốn kiếp. Ngôi làng chìm trong nước và bị bỏ hoang. Dòng nước dâng cao tràn qua cả bờ sông. Những gì còn sót lại của làng Haraway chỉ là tầng trên của quán trọ bằng vách đất và phên, mái vòm bảy cạnh của nhà thờ đã bị chìm, 2/3 ngọn tháp đá tròn, vài mái dạ trơ khung và một rừng ống khói. Nhưng Aria nhìn thấy khói tỏa ra từ tòa tháp và phía dưới một ô cửa sổ tò vò có một chiếc thuyền đáy bằng được cột chặt. Con thuyền có đến một tá khe chèo và một đôi đầu ngựa tạc bằng gỗ to lớn nằm ở hai đầu chiếc thuyền. Cô nhận ra đó chính là con ngựa hai đầu. Có một ngôi nhà bằng gỗ lợp mái cỏ ở giữa khoang thuyền, và khi chó săn khum bàn tay gọi to thì có hai người đàn ông ló ra. Người thứ ba xuất hiện bên khung cửa sổ của tòa tháp tròn, giơ cây cung đã lắp tên sẵn sàng. Các ngươi muốn gì? Hắn quát lên qua dòng nước đục ngầu đang dâng cuồn cuộn. Đưa bọn ta qua đó, chó săn trả lời. Hai người đàn ông trên thuyền bàn bạc với nhau. Một người có mái tóc hoa râm, cánh tay vạm vỡ và lưng còng bước ra mạn thuyền. Ngươi sẽ phải trả công đấy. Ta sẽ trả bằng gì? Aria băn khoăn tự hỏi. Đám người sống ngoài vòng pháp luật đã lấy hết vàng của Clegane, nhưng biết đâu lãnh chúa Beric đã để lại cho hắn ít bạc hoặc tiền xu. Một chuyến chắc không quá mấy xu. Bọn họ lại nói gì đó với nhau. Cuối cùng gã lưng gù quay người gọi vang một tiếng. Thêm 6 người nữa xuất hiện và họ kéo mũ trùm kín đầu che mưa. Nhiều người nữa chui ra từ cửa sổ tòa tháp và nhảy tót xuống mạn thuyền. Một nửa trong số họ trông giống hệt gã lưng gù, như thể họ có họ hàng với nhau. Vài người tháo xích và nhấc xào lên trong khi những người khác luồn những mái chèo gỗ nặng trịch vào khe chèo. Con thuyền lúc lắc qua lại và chậm chậm trượt xuống bãi nông, mái chèo lướt êm hai bên mạn. Sander Clegane cưỡi ngựa xuống dốc để đón thuyền. Khi mũi thuyền sau chạm vào sườn đồi, mấy gã chèo thuyền mở cánh cửa lớn phía dưới đầu con ngựa và thả tấm ván bằng gỗ nặng xuống. Con ngựa kẻ lạ mặt chùn lại bên mép nước, nhưng chó săn nhấn gót vào sườn con vật và thúc nó lên cầu. Gã gù đang đợi họ trên khoang. Hắn mỉm cười và hỏi, ngài hiệp sĩ, ướt vậy đủ rồi hả? Miệng của chó săn co rúm lại. Ta cần thuyền của ngươi, không phải khiếu hài hước chết tiệt đâu. Hắn xuống ngựa và kéo Aria theo. Một gã lái đò giơ tay cầm cương của kẻ lạ mặt. Không cần, Clegane nói khi con ngựa giơ vó lên đá. Gã lái đò nhảy lùi lại, trượt chân trên khoang thuyền trơn tuột vì nước mưa, mông gã rơi phịch xuống sàn thuyền, và gã chửi thề. Gã lái đò gù lưng không cười nữa. Chúng tôi đưa ông qua sông, gã nói giọng cáo bẳn, ông mất một đồng tiền vàng, thêm một đồng cho con ngựa và một đồng nữa cho thằng bé. 3 đồng tiền vàng, Clegane tuôn ra một tràng cười. Với 3 đồng vàng ta dư sức mua cả con thuyền chết tiệt này. Đấy là năm ngoái thôi. Giờ trên con sông này, tôi cần nhiều tay chèo và người chống xào hơn để không phải thấy cảnh chúng ta bị cuốn hàng trăm dặm ra ngoài biển. Tùy ông thôi, hoặc là 3 đồng vàng, hoặc là ông phải dạy con ngựa chết tiệt kia biết đi trên nước. Ta rất khoái kẻ cướp thật thà. Ta chấp nhận giá đó. 3 đồng vàng, khi ngươi đưa chúng ta qua bờ Bắc an toàn. Trả tiền ngay, hoặc là không đi đâu hết. Gã giơ mạnh cánh tay vạm vỡ với bàn tay chai sạn nắm lại. Clegane khua thanh kiếm, hơi nhấc lưỡi kiếm ra khỏi bao. Ngươi hãy chọn đi, vàng bên bờ Bắc hoặc thép bên bờ Nam. Gã lái đò nhìn mặt chó săn. Aria dám nói rằng gã không thích khuôn mặt gã đang nhìn chút nào. Đằng sau là cả tá những người đàn ông khỏe mạnh với mái chèo và cột trống bằng gỗ chắc nịch trong tay, nhưng không kẻ nào lao tới giúp gã. Nếu hợp sức, họ có thể áp đảo Sander Clegane, mặc dù trước khi bị hạ hắn sẽ lấy mạng vài tên. Lát sau, gã gù hỏi. Làm cách nào chúng tôi biết là ông không nói chơi?
hắn nói dối đấy, cô những muốn hét lên, nhưng thay vào đó, cô chỉ cắn môi. Danh dự của một hiệp sĩ, Clegane lạnh tanh nói. Thậm chí hắn cũng không phải là hiệp sĩ. Nhưng cô cũng không nói ra điều đó. Thôi được, gã lái đỏ đập hai tay vào nhau, vậy khẩn trương lên, chúng tôi sẽ đưa ông qua sông trước khi trời tối. Hãy buộc chặt con ngựa kia vào, tôi không muốn nó hoảng sợ khi chúng ta vượt sông. Nếu cha con ông muốn sưởi ấm thì bên trong có bếp lửa đấy. Tôi không phải con trai ông ta. Aria giận dữ nói. Điều đó còn tệ hơn cả việc bị nhầm với con trai. Cô giận dữ đến nỗi định cho bọn họ biết cô thực sự là ai, nhưng Sander Clegane đã kịp tóm lấy cổ áo cô và một tay nhấc bổng cô lên. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới ngậm cái miệng thối của ngươi lại hả? Hắn lắc cô mạnh đến nỗi răng cô va vào nhau lách cách, rồi hắn thả cô xuống. Vào trong hong khô người đi. Aria làm theo lời hắn. Lò than bằng sắt cháy đỏ rực, hơi nóng làm căn phòng trở nên ngột ngạt. Được đứng bên bếp lửa, hờ đôi bàn tay và hong khô chút ít thật là thích thú, nhưng ngay khi cảm nhận thấy con thuyền đang chuyển động dưới chân mình thì cô đi ra qua cánh cửa trước. Con ngựa hai đầu lướt đi êm du chậm chậm qua bãi nông, rẽ đường đi giữa rừng ống khói và những nóc nhà của làng Haraway đang chìm trong biển nước. Cả chục người đang chèo thuyền trong khi bốn người khác dùng sào đẩy con thuyền ra xa mỗi khi họ đến gần một tảng đá, cái cây hay ngôi nhà bị chìm. Gã gù điều khiển bánh lái. Mưa quất xuống những tấm ván gỗ nhẵn nhụi trên khoang thuyền và hắt vào hai cái đầu ngựa. Aria lại ướt sũng nhưng cô không quan tâm. Cô muốn quan sát, cô nhận thấy người cầm cung vẫn đứng bên cửa sổ tòa tháp. Ánh mắt gã dõi theo cô khi chiếc thuyền trượt xuống dòng nước. Cô tự hỏi không biết gã có phải lãnh chúa Ruth mà chó săn đã nhắc đến hay không. Trông gã không giống quý tộc lắm, nhưng trông cô cũng đâu có giống một tiểu thư. Khi họ rời ngôi làng và hòa vào con sông, dòng nước trở nên dữ dội hơn nhiều. Qua làn mưa phủ mờ xám xịt, Aria thấy cột trụ đá cao phía bên bờ xa xa, chắc hẳn để đánh dấu nơi con thuyền cập bờ, nhưng ngay khi nhìn thấy cột trụ cô nhận thấy họ đang bị đẩy ra xa nó. Họ đang đi bị cuốn xuống hạ lưu. Lúc này, những tay lái chèo phải khua mạnh hơn để chiến đấu với cơn thịnh nộ của dòng sông. Lá cây cành cây gãy cuốn qua rất nhanh, như thể chúng vừa bị bọ cạp đốt vậy. Những người chống xào nhoài ra đẩy hết các vật cản trôi đến gần. Trời cũng đã nổi gió. Mỗi lần quay đầu nhìn về thượng lưu, Aria lại bị nước mưa hắt đầy mặt. Con ngựa kẻ lạ mặt hí vang và đá loạn xả khi cảm nhận được con thuyền đang chuyển động dưới chân nó. Nếu mình nhảy qua mạn thuyền, dòng nước sẽ cuốn mình đi trước khi chó săn biết mình đã biến mất. Cô ngoái ra sau và thấy Sander Clegane đang vật lộn với con ngựa hoảng loạn và cố gắng trấn tĩnh nó. Cô chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để thoát khỏi hắn. Có thể mình sẽ chết đuối. Anh John vẫn nói mình bơi giỏi như cá, nhưng với sức nước thế này, đến cá cũng gặp rắc rối. Nhưng chết đuối còn hơn là đến Vương Đô. Cô nghĩ đến Geoffrey và lẻn ra phía mũi thuyền. Nước sông đục ngầu và bị nước mưa quất xuống trông giống một món súp đặc sệt. Aria tự hỏi không biết nước lạnh đến chừng nào. Mình không thể ướt hơn bây giờ được nữa. Cô đặt tay lên mạn thuyền. Nhưng một tiếng thét bất ngờ làm đứt mạch suy tính trước khi cô định nhảy xuống sông. Toán chèo đỏ lao nhanh ra trước, tay lăm lăm xào. Ngay lúc đó cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cô nhìn thấy một thân cây bật gốc khổng lồ và đen sì đang lao thẳng về phía họ. Mớ rễ cây và cành lá rối tung nhô lên khỏi mặt nước như những cánh tay chấp chới của con thủy quái khổng lồ. Những người chèo thuyền phải gồng mình chống chọi với sức nước cố tránh cú va chạm có thể khiến con thuyền lật úp hoặc bị đâm thủng. Người điều khiển bánh lái không ngừng xoay tay lái, con ngựa ở mũi thuyền tròng trành xuôi theo dòng nước nhưng với tốc độ rất chậm. Thân cây nâu đen bóng lao về phía họ y như một phiến gỗ phá thành vậy. Khi thân cây cách mũi thuyền không quá 2 mét, những người cầm sào đã vơi tới nó. Một cây sào bị gãy, gây ra tiếng rắc 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 kéo dài như thể con thuyền đang gãy ra dưới chân họ. Nhưng người cầm sào thứ hai gắng hết sức dúi mạnh cây sào vào thân cây, đủ mạnh để đẩy nó ra xa. Thân cây lướt qua cách con thuyền chỉ vài phân, còn cành cây vươn ra như những bộ móng vuốt cào vào đầu ngựa. Ngay khi tưởng rằng họ đã thoát, một cành cây phía trên của con quái vật đập mạnh vào thuyền. Con thuyền giật mạnh, khiến Aria trượt ngã đau đớn trong tư thế quỳ một gối. Người đàn ông với chiếc sào bị gãy không được may mắn như thế. Cô nghe thấy ông ta thét lên khi bị văng ra khỏi mạn thuyền. Rồi làn nước cuồng nộ nuốt chửng nạn nhân và ông ta đã biến mất khi Aria kịp đứng dậy. Một người chụp ngay lấy cuộn dây chão nhưng không còn thấy ai để ném dây xuống cứu nữa.
có lẽ ông ta sẽ giạt vào đâu đó phía cuối dòng. Aria cố tự nhủ như vậy nhưng ý nghĩ đó thật giả dối. Cô không muốn nhảy xuống sông bơi nữa. Khi Sander Clegane quát cô quay vào trong trước khi bị hắn đánh đòn, cô ngoan ngoãn làm theo. Sau đó con thuyền phải vất vả lắm mới quay lại đúng hướng đi, giữa dòng nước dữ chỉ muốn cuốn trôi mọi thứ ra biển cả. Cuối cùng họ cũng cập bờ cách bờ cũ đúng 2 dặm về phía hạ lưu. Con thuyền đâm sầm vào bờ mạnh đến nỗi một chiếc xào nữa bị gãy, và Aria suýt nữa lại trượt chân. Sander Clegane nhấc bổng cô lên lưng con ngựa kẻ lạ mặt như thể cô chỉ là một con búp bê. Toán lái đò nhìn họ với ánh mắt thất thần và kiệt sức, trừ người đàn ông lưng gù và gã chìa tay ra đòi tiền, 6 đồng vàng, gã nói, 3 đồng phí qua sông, còn 3 đồng bù cho người chống xào thiệt mạng. Sander Clegane lục lọi hầu bao của hắn và dúi một sấp giấy da dê nhào nát vào lòng bàn tay gã gù. Đây, ta trả ngươi 10 đồng. 10, gã gù chưa hiểu ra sao. Cái gì đây, giấy ghi nợ cho người đã chết đáng giá 9.000 đồng vàng hoặc khoảng chừng đó. Chó săn nhảy lên yên ngồi phía sau Aria rồi cúi xuống mỉm cười đầy vẻ khó chịu. 10 đồng trong số đó là của ngươi. Ngày nào đó ta sẽ quay lại để lấy số còn lại, vậy nên ngươi đừng tiêu hết đấy. Gã nheo mắt nhìn sấp giấy. Giấy ghi nợ, giấy quái quỷ gì vậy? Ngươi đã hứa sẽ trả bằng đồng vàng cơ mà. Ngươi đã hứa bằng danh dự của một hiệp sĩ. Hiệp sĩ chẳng có danh dự qué gì hết. Đó là một bài học dành cho ngươi đấy. Chó săn thúc mạnh con ngựa kẻ lạ mặt và phi nước đại dưới màn mưa. Đám thợ chèo thuyền chửi rủa thậm tệ sau lưng bọn họ, vài người còn ném đá theo. Clegane phớt lờ cả đá và những lời chửi rủa, và rất lâu trước khi họ biến mất giữa những lùm cây, tiếng con sông gầm gừ nhỏ dần phía sau họ. Sáng mai con thuyền mới sang sông được, hắn nói, và mấy gã này sẽ không ngốc nghếch lần nữa để chấp nhận mấy lời hứa từ tờ giấy đó đâu. Nếu đám bạn của ngươi đang đuổi theo chúng ta, chắc chắn chúng phải là dân bơi lội cừ khôi. Aria cúi xuống và nín nặng. Valer Morghulis, tất cả các người sẽ phải chết hết, cô buồn rầu nghĩ. Xe Flynn, xe Marin, vua Joffrey, thái hậu sơ xây. Dansen, Poliver, Rapp, xe Gregor, củ lép. Và chó săn, chó săn, chó săn. Khi mưa tạnh mây tan, cô run rẩy và nước mũi chảy dòng nhiều đến mức Clegane phải dừng ngựa nghỉ đêm, thậm chí hắn cũng thử nhóm lửa. Nhưng củi ướt quá. Hắn thử mọi cách vẫn không bén lửa. Cuối cùng hắn giận dữ đá văng đống củi. Khốn kiếp, hắn chửi thề, ta ghét lửa. Họ ngồi trên những tảng đá ẩm ướt dưới gốc sồi, lắng nghe tiếng nước mưa nhỏ từ vòm lá xuống và ăn bữa tối lạnh lẽo với bánh mì cứng, phò mắt mốc meo và xúc xích hun khói. Chó săn lấy dao găm cắt mỏng xúc xích, hắn nheo mắt lại khi bắt gặp Aria đang nhìn chằm chằm vào con dao của hắn. Đừng có nghĩ đến nó. Đâu có, cô nói dối. Hắn khịt khịt mũi tỏ ý dư biết cô đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn đưa cho cô một miếng xúc xích dày. Aria nhai xúc xích và quan sát hắn một lúc. Ta chưa bao giờ đánh chị ngươi, chó săn nói. Nhưng ta sẽ đánh ngươi nếu ngươi ép ta. Dừng ngay ý tìm cách giết ta đi. Ý nghĩ đó không mang lại kết quả tốt đẹp cho ngươi đâu. Cô không nói gì, cô gặm xúc xích và lạnh lùng nhìn hắn. Rắn như đá, cô thầm nghĩ. Ít nhất ngươi cũng dám nhìn vào mặt ta. Ta cho phép ngươi đấy, con sói cái con ạ. Sao ngươi lại thích mặt? Ta nhỉ, ta không thích. Mặt bỏng của ngươi trông gớm ghiếc. Clegane đưa cho cô một khoanh format găm ở mũi dao. Ngươi ngu lắm, chạy trốn ích gì cho ngươi. Sẽ có kẻ xấu xa hơn bắt ngươi lại thôi. Không đâu, cô bướng bỉnh nói, không ai xấu xa hơn ngươi đâu. Đấy là ngươi chưa biết anh trai ta. Roger từng giết một tên vì hắn dám ngủ ngáy đấy. Mà tên đó chính là lính của anh ta. Khi hắn nhai, phía mặt bị bỏng kéo căng ra, làm miệng hắn co rúm lại thật xấu xí và kỳ dị. Hắn không còn môi ở phía bên má đó nữa mà chỉ còn lại một màu tai. Ta có biết anh trai ngươi? Bây giờ Aria mới nghĩ có lẽ tên núi yên ngựa tồi tệ hơn hắn thật. Hắn, Dansen và Poliver, Rapp và cả gã củ lét nữa. Chó săn tỏ ra ngạc nhiên. Làm sao mà đứa con gái quý báu của Ned Stark lại biết những loại người đó vậy? Roger không bao giờ đưa đàn chuột hôi hám đó của hắn vào trong thành. Ta biết chúng khi bị bắt trong làng. Cô ăn format và lấy một khoanh bánh mì to. Chính là ngôi làng gần hồ nước nơi chúng bắt được Gendry, ta và bánh nóng. Chúng bắt cả lo mi tay xanh nữa, nhưng Rap ngọt ngào đã giết nó chỉ vì chân nó bị đau. Miệng Clegane co rúm lại. Bắt ngươi, anh trai ta bắt được ngươi. Rồi hắn phá lên cười. Chắc chắn Roger không biết hắn bắt được ai, đúng không?
Chắc chắn hắn không biết, nếu không hắn đã lôi cổ ngươi về vương đô dù ngươi mặc sức dễ đạp với la hét, rồi hắn sẽ ném phịch ngươi vào lòng mụ sơ xây. Ôi, điều đó mới ngọt ngào làm sao. Chắc chắn ta sẽ nói tin này cho hắn nghe trước khi ta moi tim hắn. Đó không phải lần đầu tiên hắn nói đến việc sẽ giết tên núi yên ngựa. Nhưng hắn là anh trai của ngươi, Aria ngờ vực nói. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có một người anh em nào mà ngươi muốn giết sao? Hắn lại cười, hoặc có thể là chị gái. Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó trên nét mặt cô, vì hắn nghiêng hẳn người về phía cô. Sansa, phải không hả? Con sói cây muốn giết con chim bé nhỏ xinh đẹp. Không, Aria cãi lại, ta muốn giết ngươi. Vì ta chém thằng bạn bé nhỏ của ngươi ra làm đôi à? Ta thề rằng ta từng giết nhiều người hơn thế. Có thể việc đó khiến ta trở thành quái vật. Có thể ngươi nghĩ đúng, nhưng chính ta từng cứu chị gái ngươi đấy. Đúng ngày đám đông lôi cổ cô ta từ trên ngựa xuống, ta đã xông tới cứu và đưa con bé ấy về lâu đài, nếu không con bé đó hẳn đã nhận được những gì mà Lolly Stokewood từng nhận. Và con bé ấy còn hát cho ta nghe. Ngươi không biết việc đó đúng không? Nhưng đúng là chị ngươi đã hát cho ta nghe một bài hát rất hay. Ngươi nói dối, cô nói ngay lập tức. Đừng tưởng ngươi biết tất cả mọi việc. Vịnh xoáy nước đen ư. Ngươi nghĩ chúng ta ở chỗ quái quỷ nào thế? Ngươi nghĩ chúng ta đang đi đâu nào? Sự khinh miệt trong giọng nói của hắn khiến cô lưỡng lự trả lời. Quay về vương đô, cô nói, ngươi đang đưa ta về cho Joffrey và Thái hậu. Không phải, cô bất chợt nhận ra, điều đó thể hiện qua cách hắn đặt câu hỏi. Nhưng cô cần phải nói gì đó. Đúng là một con sói cái ngu si. Giọng hắn thô thiển và cứng rắn như cái bàn nạo sắt. Joffrey chó chết, Thái hậu chó chết và tên lùn chó chết mà mụ ta gọi là em trai. Ta đã xong việc với kinh thành của chúng, xong việc với đám ngự lâm quân, xong luôn cả việc với nhà Lannister. Ta hỏi ngươi, một con chó phải làm gì cho đám sư tử nào? Hắn lấy bầu nước tu một hơi dài. Lau miệng xong, hắn đưa cho Aria bầu nước và nói, đó là sông Trident, nhóc con ạ. Sông Trident không phải vịnh xoáy nước đen đâu. Cố mà nhớ lấy điều đó, nếu ngươi có thể. Sáng mai chúng ta sẽ ra đến vương lộ. Sau đó chúng ta đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, tiến thẳng đến song thành. Đích thân ta sẽ tận tay giao ngươi cho mẹ ngươi, chứ không phải tên lãnh chúa tia chớp hay tên thầy tu đỏ giả mạo kia. Hắn cười tâu toét trước nét mặt của cô. Ngươi nghĩ lũ bạn người sống ngoài vòng pháp luật của ngươi là những kẻ duy nhất ngửi thấy mùi tiền chuộc thôi sao? Dondarrion lấy vàng của ta, vậy nên ta bắt ngươi. Ta cho ngươi hay, ngươi đáng giá gấp đôi những gì chúng lấy của ta. Thậm chí, ngươi còn đáng giá hơn thế nếu ta bán ngươi cho nhà Lannister như ngươi lo sợ, nhưng ta sẽ không làm thế. Con chó cũng phát mệt vì bị đá. Nếu sói trẻ có trí khôn của một con cóc, hắn sẽ phong cho ta làm lãnh chúa và mời ta tham gia vào quân lực của hắn. Hắn cần ta, hoặc hắn chưa biết điều đó. Biết đâu ta sẽ giết Gregor cho hắn, và hắn sẽ thích cho mà xem. Anh ấy sẽ không bao giờ tiếp nhận ngươi, cô cãi lại, không bao giờ là ngươi. Vậy ta sẽ lấy thật nhiều vàng, cười vào mặt hắn, và biến. Nếu hắn không tiếp nhận ta, khôn hồn thì hãy giết ta, nhưng hắn sẽ không làm thế đâu. Hắn rất giống cha hắn, đó là điều ta nghe người ta nói về hắn. Hắn sẽ cư xử tốt với ta, kiểu gì ta cũng thắng. Và ngươi cũng nên thế con sói cái ạ. Vì thế, hãy thôi rên rỉ và cãi lại ta đi, ta phát ớn rồi. Ngậm miệng lại và làm những gì ta bảo, và biết đâu chúng ta sẽ kịp tham dự đám cưới khốn kiếp của cậu ngươi.